Arahang sammasambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi suvakato bhagavata dhammo dhammang namassami suppattipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sangham namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Đó là xong cái phần lễ bái tam bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin vào cái đề tài nói chuyện ngày hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý chư Đông Đức Tăng Ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, ngày hôm nay là cái đề tài là để tóm tắt lại 10 pháp quán tưởng như Đức Phật đã dạy trong kinh Girimananda. Chúng tôi hay lộn cái lối phát âm của cái chữ này, chưa có quen. Trước khi bắt đầu thì chúng tôi cũng đang suy nghĩ, không biết là sau cái buổi này có xin phép sư Trí Đức được nghỉ vài tuần hay không. Bởi vì theo thường lệ thì sau khi một cái loạt bài nói chuyện khoảng 3 tháng thì chúng tôi xin nghỉ phép được khoảng vài 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 tuần. Nhưng mà thấy trong cái cuốn sách đó còn có nhiều cái điểm nho nhỏ cũng rất là thú vị, cần phải đọc thêm, tìm hiểu và trình bày. Thành thử ra chúng tôi cũng đang suy nghĩ sẽ trình lại với sư Trí Đức sau. Nhưng mà cái đề tài hôm nay là coi như là tôi dịch và sẽ đọc cái phần chót của cái đoạn kết luận của trong cái cuốn sách của Ngài Thiền Khưu Anālayo. Thỉnh thoảng nếu mà các anh chị có nghe chúng tôi nói được liên tục và rõ ràng thì xin cho cái tín hiệu và bằng cái bông hồng hoặc là cái số 1, cho số 1 nếu mà chúng tôi biết. Còn nếu mà không thì cho số 2 hoặc số 0 để mà mình ngừng lại để mình điều chỉnh. Thì cũng như thường lệ chúng tôi cho mình cái nhờ chị Nhật Quỳnh đưa ra cái thông báo, ở trong đó có cái link để đưa vào cái trang web. Trong cái trang web đó sẽ có cái phần dàn bài và những cái gì mà chúng tôi sẽ trình bày ngày hôm nay, cộng thêm những cái biểu đồ, những cái hình nhỏ nhỏ phía trên đầu tiên, cái hàng đầu tiên. Mỗi lần các anh chị muốn xem mà nói thì chúng tôi nói tới đâu thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới đó. Thì đưa con chuột bấm vào cái hình nhỏ đó, click vào một cái thì nó sẽ hiện ra cái hình lớn. Và dưới cái hình lớn nó sẽ có cái chữ Next Image bằng màu đỏ. Thì bấm cái chữ Next Image, tức là cái hình kế, thì sẽ hiện ra cái hình tiếp theo. Cái thao tác rất đơn giản. Còn khi mà mình xem hình lớn xong muốn trở về cái trang chính á, thì mình đưa con chuột vào trong bất cứ cái điểm nào trong cái hình đó, mình click một cái thì nó sẽ trở về cái trang chính cho mình. Đó thì và ngày hôm nay thì chúng tôi nói về nó tóm tắt, có kết luận về 10 pháp quán tưởng. Giờ đầu tiên
đến ta đang lại chúng ta để nghe và trình chúng tôi trình bày trong mấy tuần qua, cả gần 3 tháng qua. Thì mời các anh chị bấm vào cái hình đầu tiên, hình zero, hình đầu tiên. Nếu mà có được thì có thể một anh chị và anh chị nào đó theo dõi được thì nói tới đâu mà chúng tôi giới thiệu thì xin đưa vào trong cái trang, nhất là anh chị nào có đeo ốp cái link của cái trang đó để những người khác có thể theo dõi được dễ dàng. Ở đây là cái chuỗi bài loạt những cái gì mà chúng tôi trình bày trong mấy tuần qua là dựa theo một cuốn sách mà chúng tôi mua được qua mạng, cuốn sách mới nhất của ngài Tỳ Khưu Analayo. Ngài Analayo là một tu sĩ người Đức, ngài tu ở bên Thọ Giới và tu ở bên Sri Lanka, và trong cái thời gian đó thì ngài cũng làm cái luận án tiến sĩ, phân tích cái bài kinh Đại Niệm Xứ, bài kinh Niệm Xứ tức là Mahasatipatthana Sutta. Sau đó thì ngài trở về Đức tiếp tục dạy học và tự nghiên cứu và học tiếng Hán để mà dịch cái bộ A Hàm, nhất là cái đoạn những cái kinh Trung A Hàm và bây giờ qua cái tạp A Hàm, tương đương với là Trung Bộ Kinh và tương ưng bộ kinh của Tạng Nikaya. Và khoảng 10 năm trước thì ngài có bắt đầu viết ra những cái bài tham luận để mà so sánh đối chiếu giữa Tạng Nikaya và Tạng A Hàm, Tạng Nikaya của Pali, bên bằng tiếng Pali của Nam truyền, và Tạng A Hàm thì ngày xưa là bằng tiếng Phạn nhưng mà được dịch ra tiếng Hán và lưu vào trong Tam Tạng Kinh của Bắc truyền. Và hai tạng này được xem như được hầu như đa số các học giả trên thế giới đều công nhận là những cái tạng kinh ghi lại những cái lời dạy nguyên thủy nhất của Đức Phật. Thật sự ra thì sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì chư tăng chỉ tụ họp lại và trùng và kết tập, nghĩa là thu thập lại những cái bài kinh đó rồi sắp xếp lại chia thành từng bộ rồi truyền miệng, truyền khẩu tới khoảng 500 năm sau thì mới viết xuống. Và trong thời gian đó vì tình hình địa lý cũng như tình hình giao thông cũng như những cái tư tưởng không có nhất thống nhất, có chia ra làm nhiều bộ phái trường phái, và mỗi bộ phái như vậy thì có cái tam tạng riêng. Riêng cái bộ phái Theravada thì được truyền xuống miền Nam qua đảo Tích Lan và được gìn giữ những cái tài liệu kinh điển cho tới ngày hôm nay. Còn những bộ phái khác thì viết bằng những nói truyền miệng bằng tiếng địa phương, rồi cũng có những bộ phái viết xuống bằng tiếng Sanskrit. Và có cái khi mà kinh điển khi mà Phật giáo được truyền sang Trung Hoa thì có những cái đoàn truyền giáo đi sang Trung Hoa rồi dịch ra tiếng Hán cho người địa phương nghe và hiểu, hoặc là có những đoàn chư tăng ở ở Trung Hoa, người Hoa đi thỉnh kinh, đi qua bên đi về xứ Ấn Độ thỉnh thỉnh kinh, gọi là nhập trúc cầu pháp. Trúc ở đây là thiên trúc, tức là cái chữ xưa của người Trung Hoa dành dành cho những người ở bên dọc theo cái Trung Á và xuống tới Ấn Độ. Rồi cũng thỉnh một số kinh về, rồi cũng dịch ra tiếng Hán, rồi nhưng mà tiếc rằng các vị đó không có giữ lại cái bản nguyên bản tiếng Hán, xin lỗi, không có giữ lại nguyên bản tiếng Phạn. Mà sau khi dịch ra tiếng Hán rồi thì chỉ gìn giữ cái bản dịch tiếng Hán thôi cho tới ngày hôm nay. Nếu bây giờ chúng ta có được một cái bản dịch của nhiều bộ phái bằng sang tiếng Hán nhưng mà không có cái nguyên nguyên gốc bằng tiếng Phạn để mà so sánh đối chiếu cái ý dịch hay là cái cách dịch như thế nào. Đó là một cái giới hạn khi mà chúng ta đọc những cái bài kinh trong tạng Hán bằng chữ Hán thì chúng ta không có cái bản bản nguyên gốc để mà so sánh. Nhưng bây giờ cái tiếng so sánh thì so sánh với cái bản tiếng Pali thôi, cũng đã có nhiều khác biệt. Nhưng mà thành thử ra có một số nhà học giả, trong đó có ngài Hòa thượng Minh Châu, bắt đầu từ khoảng 60 năm trước, bắt đầu những cái vị mà giỏi tiếng Hán lẫn tiếng Pali lẫn tiếng Phạn so sánh, đưa ra những cái tài liệu nghiên cứu so sánh để chúng ta thấy được cái ý của Đức Phật
những cái lời dạy, những cái ý chính trong nó thật sự ra là rất là đồng nhất, và chúng ta cái khuynh hướng chung là dựa theo những cái điểm điểm chung giữa hai cái nguồn kinh điển đó, và chúng ta tìm hiểu và thực hành, coi như xem như là những cái ý đó là những ý nguyên thủy nhất. Ngoài cái bản tiếng Hán hay nguồn kinh tiếng Hán và tiếng Phật, tiếng Pali ra, thì còn có một cái nguồn kinh thứ ba, đó là tiếng Tây Tạng. Khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng thì cũng có một số bộ phái truyền vào đó bằng tiếng Phạn, rồi cũng dịch ra tiếng Tây Tạng, và cũng không có giữ lại được nguyên gốc. Đồng thời cũng có một số những cái bài kinh từ Trung Hoa truyền ngược vào Tây Tạng, cái điều đó cũng cũng có đã xảy ra. Thành thử ra, dù chi tiết rằng cái nguồn kinh điển Phật giáo Tây Tạng thì không có được sắp xếp rõ ràng, cũng có sắp xếp thành những bộ nhưng mà không có rõ ràng mà chi tiết như là bộ Tam Tạng của Pali cũng như bộ Tam Tạng tiếng Hán. Nhưng mà đó cũng là cái nguồn kinh điển quan trọng, và ngày nay thì người ta đang xúc tiến việc dịch ra tiếng một cái tiếng ngôn ngữ hiện đại nhất là tiếng Đức và tiếng tiếng Anh, tiếng Pháp. À, khi mà chúng ta đọc thì chúng ta nhớ như vậy, chúng ta rất là tán thán công đức của các vị dịch giả trong khoảng 150 năm qua và vẫn đang tiếp tục tiến hành. Riêng về tiếng Việt thì chúng ta có một cái may mắn là Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã dịch cái bộ kinh Tạng sang tiếng tiếng Việt từ tiếng Pali. Rồi bộ luật thì của sư Indat Chanda, sư Chánh Thân dịch sang tiếng Việt. Và bộ Vi Diệu Pháp hay là A Tỳ Đàm thì Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự cũng đã dịch ra tiếng Việt. Cái chúng tôi không có dám phê bình hay đánh giá cái nội dung của bản dịch như thế nào, nhưng ít ra chúng ta cũng có một cái bản dịch Tam Tạng kinh tiếng Pali sang tiếng Việt để mình đọc và tìm hiểu. Và Tam Tạng này cũng có một cái đặc biệt là ngoài cái bản in trên giấy còn có được phổ biến trên mạng trong cái dạng số, thì chúng ta phải tải về máy để dành nó đọc từ từ. Riêng về tạng A Hàm cũng vậy, A Hàm thì có bốn: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm cũng đều dịch dịch ra tiếng Việt, từ tiếng Hán sang tiếng Việt, dịch hai hai lần. Một lần đầu thì của do Ngài Hòa Thượng Thiện Siêu và Hòa Thượng Thanh Từ, rồi sau đó thì lần thứ hai thì có Hòa Thượng Tuệ Sĩ và Hòa Thượng Đức Thắng dịch sang tiếng Việt lần thứ hai, có hai cái bản dịch như vậy, và cũng đã được phổ biến trên mạng cũng như in trên giấy ra. Ra người Việt chúng ta rất là may mắn có được những cái bản dịch mà một cái người bình bình thường, chẳng hạn như bản thân chúng tôi không có rành tiếng Hán và cũng không rành tiếng Pali, nhưng mà có được dịch được những cái bản dịch như vậy, dịch sang tiếng Việt hiện đại để mình đọc, mình tri ân các vị đó vô cùng. Đó là một công trình và chúng ta may mắn, bởi vì so với những cái nhóm dân khác ở trên thế giới, ngay cả trong những cái nước quốc giáo như là nước Miến Điện hay là Tích Lan, Sri Lanka hay là Thái Lan, họ không có được toàn vẹn như vậy, không có được toàn vẹn được cái bản dịch ca Tam Tạng kinh sang tiếng địa phương như chúng ta. Thành ra đó mà chúng ta nên hãnh diện và có một cái phước duyên rất là lớn. Bây giờ trở lại cái bài nói chuyện ngày hôm nay, dựa theo cuốn sách của Ngài Analayo có cái tựa đề là Mindfully Facing Disease and Death, tức là đối diện một cái tỉnh thức về bệnh tật và cái chết. Ngài viết cuốn sách này ra chia làm 24 chương, phân tích những cái lời dạy của Đức Phật có liên quan đến vấn đề này. Bởi vì bệnh tật và chết là hai cái điều hiển nhiên trong cái đời sống của con người chúng ta, không thể chối bỏ được, ai cũng phải bệnh rồi ai cũng chết. Nhiều khi mình không dám nói bởi vì mình ngại, mình sợ, nhưng mà đó là cái sự thật. Chúng ta thường hay tự hào là đạo Phật là đạo đạo có sự thật, thành thử ra chúng ta không nên trốn tránh, bởi vì cái đó nó sẽ xảy ra, và nhất là cái bệnh lúc nào cũng có bệnh, chứ không phải ai, không phải là người nào cũng là không bệnh. Không bệnh ít thì bệnh nhiều, không đau chỗ này thì đau chỗ kia, lúc cái cơ thể của mình không có vẹn toàn như mình tưởng, mình tưởng là mình khỏe mạnh còn tươi trẻ, thật sự không có,
Nếu mình để ý nhìn kỹ thì lúc nào cũng có cái nguồn bệnh nằm ở trong trong người, và những cái chỗ đau đau nhức khớp xương, bắp thịt hay là trong những cái cơ quan lục phủ ngũ tạng nào đó. Nên tự ra mình tốt đó là mình đối diện, mình tập nhìn, bởi vì một ngày nào đó mình nếu mà bệnh nặng, đau đớn lăn lộn ở trên giường bệnh thì mình phải cái tâm mình như thế nào. Bởi vì mình nói là Đức Phật, đạo Phật giảng về tâm, nhưng mà khi mình bệnh, mình đau như vậy thì cái tâm mình sẽ phản ứng như thế nào. Cái điều đó mình cũng nên tập, bởi vì nó sẽ xảy ra, mình sửa soạn. Rồi chết thì chắc chắn rồi, ai cũng chết, không biết chết lúc nào. Ngài Hòa Thượng Thamma Ananda, tức là một vị giảng sư nổi tiếng ở Malaysia, ngài viên tịch luôn rồi, mà ngài viết nhiều cuốn sách và được dịch ra tiếng Việt. Ngài có một cuốn sách có tựa đề rất là hay, tức là đời sống thì bấp bênh mà cái chết thì chắc chắn. Chúng ta không biết cái sự đời nó thay đổi như thế nào, mình không biết được, mình chỉ đoán như vậy, nhưng mà nhiều khi nó thay đổi rất là bất ngờ. Nhưng mà cái chết là chắc chắn, mình biết như vậy thì mình nên cũng nên sửa soạn, hoặc là mình có thể giúp những người đang chết hoặc là những người đang bệnh đó, có những lời khuyên. Có thể họ không nhận, họ không biết được, nhưng mà mình cũng nên giúp hoặc là mình hiểu. Và một điều lợi là khi mà mình có sửa soạn như vậy để đối phó với cái bệnh và cái chết, thì nếu mà trong khi mình lâm vào những cái tình huống như vậy mình quên đi thì có người nhắc lại, nhắc sơ lại cái là mình có thể nhớ, mình đem trở về, đem tâm mình trở về với thực tại. Mình quen rồi, mình có một cái quán tính như vậy rồi. Thành thử ra nó có những cái ích lợi để mà mình tập. Không phải để bi quan đâu, ở đây là thật sự là lạc quan, đó là mình nhìn vào cái thật khách quan. Và nó cũng nhắc nhở mình, nhắc nhở cái cuộc sống bấp bênh, mình phải sửa soạn, đặt lại thứ ưu tiên, cái gì quan trọng nhất cho cuộc đời của chính mình. Nhiều khi mình quên cái điều đó, mình chạy theo những cái điểm mà xét ra nó không quan trọng, còn những cái điểm quan trọng cho cuộc đời của mình thì mình không để ý tới. Và trong đó có hai cái điểm quan trọng nhất là cái bệnh và cái chết, để mình nhìn như vậy. Còn nhiều khi mình bị chao đảo bởi những cái biến động, những cái biến đổi chính trị, kinh tế, xã hội xung quanh, hoặc là mình chạy theo tiền bạc, cơm áo gạo, tiền sắc đẹp, rồi những cái thú vui này kia, tự ái cá nhân, nhất là cái tự ái cá nhân người ta, rồi muốn giữ sĩ diện. Rồi mình thấy cái điều đó có quan trọng cho cuộc đời của mình hay không, cuối cùng rồi thì mình có đem theo được mấy cái đó hay không. Thì mình mỗi người phải tự như vậy thôi, chúng tôi cũng tự nhắc nhở và tự suy gẫm thường xuyên thôi, chứ cũng không có dám dạy dỗ ai. Thành ra chúng tôi rất ngại khi mà người ta gọi mình là giảng sư hay là cái gì pháp sư cái gì đó, bởi vì mình cũng là một cái thường dân thôi, phàm dân cư sĩ, chỉ chia sẻ những cái gì mình biết hoặc là mình đọc mình thấy hay, thấy thú vị, mình chia sẻ trong tinh thần bạn đạo với nhau, thì đó là cái điều mà chúng tôi tâm niệm như vậy. Bây giờ trở lại cái vấn đề, rồi trong cái cuốn sách này thì có 24 chương. Sư Anala-yo là người Đức, thì ra làm việc rất là ngăn nắp, rất là có thứ tự. Nhiều khi đọc những cái lời văn của sư nó tương đối khô khan, nhưng mà có cái lý luận logic theo cái cá tính chung chung của người Đức, và có dẫn chứng rõ ràng, nói có sách mách có chứng. Đó là cái điều mà chúng tôi rất thích, cũng như một vài cái vị học giả và chư tăng khác này. Ra cái khuynh hướng gần đây của chúng tôi chỉ đọc những cái quyển sách, những cái quyển tham khảo, những cái bài tham luận nào có dẫn chứng rõ ràng, dẫn chứng kinh điển đối chiếu với những sách khác hoặc những nguồn khác cách rõ ràng, chứ không phải nói khơi khơi theo cái kiểu tự ý. Ngày xưa thì chúng tôi thích đọc những cái cuốn sách, những cái tập sách ngắn ngắn, biên chép lại qua những cái lời giảng, những cái bài giảng của các vị pháp sư, giảng sư hoặc thiền sư nổi tiếng. Nhưng mà mình đã qua cái giai đoạn đó rồi. Bây giờ thì chúng tôi lại có cái khuynh hướng là đọc những cái gì mà thật sự dựa vào kinh điển và có dẫn chứng rõ ràng, chứ không có gì nói khơi khơi. Thì đó cũng là chúng tôi không dám nói đúng hay sai, cái nào tốt, cái nào xấu, nhưng mà chỉ nói là trong cái giai đoạn hiện tại thì cái hướng đi của chính cá nhân của mình là gì.
Thành ra những cái chúng tôi chỉ lưu lại ở nhà những cuốn sách như vậy, đọc thì nó khô khan, nó không có trôi chảy, hay là nó dùng những cái không dùng những cái chữ thông thường, nhưng mà ít ra mình yên tâm biết rằng cái vị tác giả đó là khi mà viết ra đó là có nghiên cứu cẩn thận, có suy nghĩ, có lọc lựa, rồi có đem những cái nguồn kinh để mà đối chiếu những cái bài giảng của Đức Phật để đối chiếu. Thì cái ngài Analayo cũng là thuộc vào trong cái loại văn, cái loại sách như vậy, bởi vì ngài là ngoài một vị là ngài là một giảng sư, một giáo sư đại học, mình có cái tinh thần học thuật nhiều hơn. Mà không phải nói như vậy là mình đề cao, nhưng mà chỉ nói là mình thấy khi mà ngài trích ra những cái ý tưởng như vậy thì mình biết ít ra là ngài cũng có nghiên cứu trước khi ngài viết xuống. Và ngài Analayo cũng có một cái điểm đặc biệt là ngoài việc giỏi những cái ngôn ngữ chính, ngôn ngữ cổ của kinh điển, tức là Pali, Sanskrit và tiếng Hán, rồi đi dạy, tức là ngài là một giỏi về pháp học, nhưng mà ngài cũng giỏi về pháp hành. Ngài bây giờ là một cũng là một trong những vị thiền sư Tây phương, hướng dẫn thiền, đã có những khóa thiền, bắt bắt nguồn là khi còn cư sĩ là ngài đã từng tham gia những khóa thiền của nhóm Vipassana của ngài Ubakin ở bên Đức. Rồi bây giờ này sau nhiều năm hành thiền thì bây giờ ngài bắt đầu đi giảng dạy, tức là ngài cũng có giỏi pháp hành lẫn pháp học. Đó là cái điều mà một trong những cái vị mà khó tìm ở trên trong cái thời đại ngày hôm nay. Và trong cái cuốn sách của ngài, ngài chia làm hai phần, 12 chương đầu thì nói về cái bệnh, làm sao để mà chúng ta đối diện với cái bệnh, và Đức Phật dạy chúng ta như thế nào, có những cái bài giảng. Và 12 chương tiếp, từ chương 13 cho đến 24 là nói về cái chết, chúng ta phải sửa soạn và đối diện với cái chết như thế nào, trích những cái lời, những cái bài giảng trong kinh tạng. Vừa rồi cuối cùng cái phần kết luận thì ngài đưa ra những cái hướng dẫn hành thiền để chúng ta sửa soạn. Và những cái hướng dẫn này dựa theo bài kinh Girimananda, bài kinh dạy ông dạy cho ngài trưởng lão Girimananda. Và cái bài kinh này cũng được chư tăng thường tụng trong những cái buổi kinh cầu an, kinh Paritta, nhất là cho những người bệnh hoặc là những người gần sắp chết, mình thỉnh chư tăng tới thì chư tăng thường hay tụng các bạn tụng một loạt những cái bài kinh, trong đó có bài kinh này. Trong bài kinh này thì cái duyên sự là khi mà ngài trưởng lão Girimananda bị bệnh nặng thì ngài Ananda mới đến bạch với Đức Phật, thỉnh mời Đức Phật đến để gặp, đến thăm, nhưng mà Đức Phật không có đi. Đức Phật nói rằng Đức Phật giảng cho ngài Ananda nghe 10 pháp quán tưởng, rồi bảo ngài Ananda đến thuật lại cho ông Girimananda. Thì ngài Ananda vâng lời, nghe xong rồi ngài Ananda mới đi thăm người bệnh. Khi gặp ngài Girimananda ông thì ngài trưởng lão Ananda mới đọc lại, bởi vì ngài có trí nhớ rất tốt, đọc lại những gì Đức Phật giảng về 10 pháp quán tưởng đó. Dĩ nhiên là ngài trưởng lão Girimananda đã từng thực tập cả 10 cái pháp đó rồi, chứ không phải là lần đầu tiên mà nghe. Chúng ta nhớ cái điều này. Thành ra cũng như là để nhắc lại, Đức Phật nhắc lại qua cái lời giảng của ngài, qua cái lời thuật của ngài Ananda, Đức Phật chỉ nhắc lại thôi, nhắc lại những cái điểm chính trong 10 pháp quán tưởng này. Thì cũng như là để ngài Girimananda cũng như được nhắc lại, thì ngài chăm chú nghe xong là ngài hiểu và ngài hoan hỷ, ngài phấn chấn, cái tâm hoan hỷ, tâm phấn chấn đó, nó giúp cho ngài lướt qua được cái bệnh và ngài khỏi bệnh. Có lẽ đó là cái lý do mà tại sao chư tăng dùng cái bài kinh đó để tụng khi mà có những người thỉnh mời đến đến gặp bệnh nhân, hay là gặp người sắp sửa lìa đời. Chúng ta thì không biết, đa số như ngày xưa cũng vậy, chúng ta tưởng rằng nó có một cái quy luật nào đó, mình tin tưởng, chỉ nghe tụng bằng tiếng Pali,
hoặc thì có khi tụng bằng tiếng Thái rồi tôi chỉ nghe rồi thôi. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu là mình phải biết, mình phải hiểu cái bài kinh đó, phải có một kinh nghiệm thực tập 10 pháp quán tưởng đó, rồi bây giờ được chư tăng tới giúp, giúp nhắc nhở lại, thì lúc đó nó mới có cái quay lực. Tức là ra mình phải, khi mà nghe kinh, tụng kinh theo cái tinh thần của Phật giáo Nam truyền là phải hiểu cái bài kinh thì mới có ích lợi. Nếu mà chúng ta chưa có hiểu hết rõ ràng chi tiết thì chúng ta ít ra cũng hiểu đại ý của từng đoạn kinh mà chư tăng đang tụng là như thế nào, nói về cái ý nghĩa như thế nào. Sau khi mình hiểu như vậy rồi thì mình nghe mình mới thấy có hiệu quả. Đó đó là cái kinh nghiệm riêng cá nhân thôi. Còn nhiều người khác tin tưởng rằng chỉ nghe tiếng Pali là có quay lực rồi, thì đó là cũng tùy ha, tùy cái nhìn của mỗi người. Chúng tôi cũng không dám nói đúng hay sai, mà chỉ ở đây chỉ chia sẻ cái nhìn riêng của mình, cái quan điểm riêng của mình. Ra chúng tôi cố gắng, mặc dầu tiếng Pali thì cũng còn dốt lắm, nhưng mà cũng cố gắng ít ra cũng hiểu được cái đại khái, cái ý khi mà chúng chư tăng tụng tới cái đoạn đó là gì. Rồi mình hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó, mình nghe cái mình phấn chấn của quan hỷ là, thì đó cũng là cái lý do tại sao chúng tôi đem cái cuốn sách này ra chia sẻ trong rung Phật giáo Nam truyền, đọc tới đâu thì chia sẻ tới đó. Thì trong 10 pháp quán tưởng đó thì ông ngay lúc đầu thì Ngã Na La Vô thấy rằng có sắp xếp theo cái như là con số 4, những cái nhóm bốn chi như vậy. Thì ngày các anh chị có thấy được cái bản cái biểu đồ này chứ ha? Thành ra trong cái 10 cái pháp quán niệm hơi thở đó thì ngài nhập lại thấy thành bốn 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 như vậy ha. Bốn cái chi đầu tiên hay là bốn cái nhóm, bốn cái đề mục đầu tiên, tức là gồm có pháp quán tưởng số 1 cho tới số 4, tức là vô thường. Phải quán tưởng năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức là vô thường. Cái thứ hai là nói về vô ngã, sáu căn sáu trần, khi mà tiếp xúc là, thì mình thấy tất cả đó, không có một cái gì mà nó tồn tại mà nó thường thường hằng đó, nó thay đổi luôn luôn. Cái qua cái pháp thứ ba thì là bất tịnh hay là bất mỹ, cái thân thể của mình nó không có cái gì hấp dẫn. Cái thứ tư là rồi sau đó cái thân thể lúc nào cũng chịu những cái mầm mống bệnh tật đau đớn trong người thường xuyên, chứ không phải là lâu lâu mới có là mình phải nghĩ bốn bốn nhóm đầu tiên. Rồi qua cái pháp quán tưởng thứ năm á, thì lại là một nhóm riêng biệt, là bởi vì trong đó là Đức Phật giảng là chúng ta phải nhìn vào tâm của chúng ta thấy nó trạng thái như thế nào, và chia ra bốn cái trạng thái chính, tức là dục tâm, sân tâm, hại tâm và ác tâm. Rồi pháp quán tưởng thứ sáu là nói về cái tâm ly tham, và làm sao đạt được cái trường hợp, cái tình trạng đó. Rồi thấy tất cả đều quả diệt, đoạn diệt, những cái toàn. Và từ đó chúng ta thấy không còn có thích thú vào bất cứ một cái chuyện gì ở trên đời này, nhàm chán với toàn thế giới. Rồi mình thấy rằng những cái gì được cấu tạo nên có điều kiện đều là thay đổi luôn luôn, là vô thường. 6, 7, 8 thì coi nhớ tập hợp thành một nhóm. Và cuối cùng cái pháp quán thứ 10 á, thì lại gọi là niệm hơi thở. Và chúng ta còn nhớ trong cái bài kinh giảng, Đức Phật giảng về quán niệm hơi thở, có nhiều bài như vậy, nguyên cả một cái chương ở trong Tương Ưng Bộ cũng nói về pháp quyền và niệm hơi thở này rất là quan trọng. Thì có 16 bước chứ không phải chỉ có một pháp duy nhất. Là trong cái khi mà nói niệm hơi thở là mình nhớ là Đức Phật giảng tới 16 bước, là 16 bước đó chia làm bốn nhóm. Để quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nói ra từ đó mình mới thấy là cái nhóm đầu tiên trong 14 cái pháp quán tưởng đầu tiên, đến tới cái quán tưởng thứ năm là có bốn chi, quán tưởng 6, 7, 8, 9 tập hợp là thành một nhóm. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày thêm. Rồi qua đến cái thứ 10 có niệm hơi thở thật sự chia làm bốn nhóm nữa, về thâm thân thọ tâm pháp. Là nếu mình thấy theo cái phân tích rất hay của ngài thì Thiền Ana La Vô về cái bài kinh này thì mình nhớ là chia là bốn 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 như vậy, con số 4. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái hình tiếp, chúng ta chỉ nói sơ sơ, ôn lại sơ sơ thôi ha. Anh chị nào qua được cái hình tiếp thì cho số 1.
khi nói về dùng thân này để mà mình đi quán về năm uẩn vô thường là sao? Tức là mình biết cái thân á, được cái cấu tạo đầu tiên là được cấu tạo bởi mình gọi là vật, cái thể xác và tinh thần, cái tâm, danh và sắc. Đó là mình cái phân chia đầu tiên, cái nhìn đầu tiên. Rồi bây giờ để cái tạm thời để cái thân qua một bên, cái phần tử về 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 xác qua bên, về cái danh tức là về tâm hay về phương diện tinh thần, tức là không cái gì mà nó có thể mình thấy nó đang hoạt động mà nó không thể cân đo đong đếm được. Cái thân thì mình biết mình có thể cân đo đong đếm được cái thân mình như thế nào, nhưng mà cái tâm mình không biết, mình chỉ hiểu như vậy thôi, mình thấy cái tác động của nó mình mới biết. Thì có người thì gọi là phần tinh thần, phần tâm linh cái gì đó vân vân. Thì theo cái nhìn của Phật giáo thì chia làm bốn giới, tức là thọ tưởng hành thức. Mình có cái cảm giác như thế nào, là cái thọ, cái tưởng đó, tức là mình suy tư, mình cho nó rằng nó nhận định nó là như thế nào, rồi sau đó là cái hành, tức là mình phản ứng lại như thế nào, thì mình biết được nó là cái gì, cái đối tượng là cái gì rồi, thì nó gọi là hành. Rồi có một cái biết, biết tất cả ba cái kia đang hoạt động thì gọi là cái thức. Rồi về làm sao để mình nhìn mình thấy cả năm cái nhóm này, sắc thọ tưởng hành thức, nó thay đổi luôn luôn chứ nó không có, nó là một cái gì mà bất di bất dịch, một không không cái gì là cố định hết, giống như một cái dòng chảy, cái dòng sông nó chảy liên tục rồi. Mình đứng xa thì mình thấy làm như nó đứng lại, nhưng mà tới gần nhìn thì nó thay đổi liên tục, sắc thọ tưởng hành. Nếu mình nhìn được như vậy thì mình thấy mình không có biết bám víu, nó thay đổi liên tục là làm sao bám víu. Bám víu là một cái quan tưởng mà tất cả phàm nhân, những phàm phu tục tử chẳng hạn, như trong đó có bản thân chúng tôi, thì mình lúc nào mình cũng tưởng là nó có cái gì bất di bất dịch, mà từ đó mới sinh ra cái khổ, để mình bám víu vào đó, bám víu vào cái mà không có, thay đổi luôn luôn. Thật ra mình đây là cái việc mà mình dừng lại, mình nhìn về cái gọi là cái tôi, cái ta, cái thân thể của mình, cái chẳng hạn như đây là cái tên pháp hữu, cái bản thân của mình thật sự ra là được cấu tạo bởi những cái gì mà nó thay đổi liên tục. Nãy vào forum mới đầu thì chào quý anh chị là xong rồi đọc cái bài kinh tụng tóm tắt Tán Dương Tam Bảo, nhưng bây giờ nó qua rồi, nó đâu còn đó nữa, cam thanh nó đi mất rồi, nó thay đổi, bây giờ nó đang nói chuyện khác rồi, cái ý của mình cũng khác rồi. Mình thấy nó không có cái gì mà cố định hết. Bây giờ hoặc là mình ra mình nhìn qua một cái nhìn khác trong cái quát quán, quán thứ hai. Quát quán thứ hai này á, để cho chúng ta biết theo cái nhìn của người Ấn Độ thời xưa mà bây giờ cũng có thể hiểu được, tức là mình hiện hữu, mình biết được có cái thế giới bên trong và bên ngoài đó là qua sáu cửa, sáu cái nơi tiếp xúc, mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu cái đối tượng là sắc thanh hương vị xúc pháp. Tại có sáu cái nhận biết, sáu cái cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc không khổ. Thì ra cái mình biết như vậy rồi thì nếu một cái người phàm nhân không có hiểu á, là mình chạy theo nó, mình muốn nó thế này thế kia, nó trái là nó đốt nổi sân, mình không được những cái gì mình muốn, hay là gặp cái gì mình thích thì mình nổi sân lên, rồi mình không hiểu đó là cái gì, tham sân si đó là ba cái nguồn động lực nó đốt cháy lên, rồi bắt đầu buồn rầu bất mãn hoặc là nhảy nhót vui mừng, rồi sau đó mất đi thì lại buồn nữa tiếp, rồi cứ như vậy là tạo nghiệp, rồi chết đi rồi cũng lại tái sinh luân hồi như vậy. Nếu mà một cái người đã nhập được dòng giải thoát rồi, giải thoát giác ngộ rồi, thì vị ấy cũng như mình thôi, mình nhớ chỗ này, cái vị ấy cũng có sáu căn sáu trần, cũng có sáu thức, cũng có sáu thọ, xin lỗi, sáu thức là sau đó có 18 thọ, tức là có ba loại thọ là khổ lạc rồi không khổ không lạc, cũng như vậy. Nhưng mà vị ấy dừng lại, vị ấy biết, biết nó là như vậy, nó có vị nó không phải là những bậc giác ngộ là không có thọ, các vị ấy vẫn có những cảm thọ, cũng có cái cảm thọ lạc, cảm thọ khổ không lạc, nhưng mà phản ứng là không có chạy theo cái cảm thọ, dừng lại, và như vậy không có tạo thêm nghiệp, và vị ấy coi như là không còn tái sinh luân hồi nữa. Cái khác biệt cái chỗ đó là cái vị vẫn có thọ, vẫn có tưởng, nhưng mà cái hành, cái phản ứng của vị đó là khác, không có tạo nghiệp. Mình thấy là mình chúng tôi chỉ nói tóm tắt như vậy thôi.
Còn các anh chị nào thích nữa thì có thể tìm hiểu thêm hoặc là đào sâu qua vi diệu pháp hoặc tạng Atida. Bây giờ qua cái pháp quán tưởng mà chúng tôi thấy rất là tâm đắc. Nhiều khi nhiều người thì không chạy trốn, nhưng mà mình thì mình thích như vậy, thích từ ngay từ hồi còn trẻ chứ không phải là bây giờ. Mà mình thấy riêng với có lẽ là do cái duyên, cái cá tính của mình thích. Là bởi chúng tôi là dân hóa học, ngày xưa là kỹ sư hóa học ở Việt Nam, rồi cũng thích đi chợ nấu ăn này nọ, đi mua thịt cá đồ lòng này kia, rồi sau này thì thích chụp hình nhiếp ảnh ra, mình thấy nhìn thích nhìn cái thân thể. Vì theo cái pháp này đó thì chúng ta xem thân thể được chia làm 31 hay là 32 phần, chứ không có cái gì đặc biệt hết, không có cái gì gọi thơ mộng mà đẹp đẽ thơm tho cái gì hết. Nhìn rõ ràng như vậy, mình cách nhìn cách khách quan bình tĩnh bình thản mà nhìn thì chia làm 31 phần: tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận vân vân. Và cái hình vẽ này rất là hay, cái hình chụp này chúng tôi sưu tầm ở trên mạng, tôi đưa ra cho các anh chị thấy cái hình này. Đây là một trong những cái hình quan trọng mà mình phải nhìn, mình nhìn cho rõ cái cấu tạo của cái gọi là cái thân thể của mình, và cũng như là cái cấu tạo thân thể của người khác nữa. Người khác cũng giống như mình thôi. Những cô người mẫu, ông chính trị gia, ông tổng thống, ông chủ tịch nước, hay là cái người phu quét đường quét rác, mà hay là một vị sư, một vị cao tăng đạo hạnh này nọ, thì cái thân thể cũng giống như nhau hết, không có cái gì mà gọi là linh thiêng liêng hết, mà cũng có cái gì gọi là thơm tho hấp dẫn hết. Nó là như vậy. Chứ điều đó không có nghĩa là mình ghê tởm, nhưng mà mình nhìn cho rõ qua. Thường thường thì theo chứ có lẽ lần đầu tiên là cái ý đầu tiên là của ngài Buddha Gosa khoảng 1.500 năm trước, khi ngài viết cái cuốn Luận Thanh Tịnh Đạo, thì ngài chia ra thành sáu nhóm, để mình dễ dễ theo dõi và dễ học và dễ suy tư, dễ suy ngẫm. Thì chúng ta thích cái nhóm đầu tiên: tóc lông móng răng già, tóc lông móng răng già cũng năm phần tử, bởi vì cái đó là cái gì mình nhìn thấy được cái bề ngoài của một con người. Khi mình gặp ai rồi mình không thấy rõ được tim gan phèo phổi bên trong của cái người đó, mà cái mình thấy cái người đó là qua cái biểu hiện bên ngoài. Mà biểu hiện bên ngoài dầu cho trẻ trung hấp dẫn hay là già nua cằn cỗi gì nữa, hoặc là tiếng tăm danh vọng như ông tổng thống, hay là cái người bình thường bán hàng ngoài chợ này, tất cả đều như nhau. Bên ngoài chỉ có tóc lông mông rằng già thế thôi. Nhiều khi mình muốn thấy rồi, nhiều khi mình chạy theo cái quần áo bên ngoài, hay là thơm hay là hoa, là cái bộ tóc, để là cái mình cho nó cái tưởng mình nó mạnh, mình cho nó đẹp hấp dẫn hoặc là đáng kính trọng này kia, rồi mình cứ theo đó. Đó là theo cái ảo tưởng. Cái mình nhìn rõ ràng là tóc lông móng răng da, không có gì. Khi mình nhìn như vậy thì mình thấy có cái nhìn bình đẳng, ai cũng như ai thôi, không có ai mà hấp dẫn hơn ai, mà đẹp hơn ai hết. Nó chỉ là như vậy, tóc lông móng răng da, không có cái gì khác. Nó cũng giúp cho mình thấy rõ được, có sự đối xử bình đẳng và không có chạy theo cái bên ngoài đó. Thật ra cũng một phần nào đó giúp mình ngăn chặn được cái tham ái, cái ái dục của mình. Bởi vì cái đó là cái tham ái, cái ái dục là nó chỉ ở trong đầu óc thôi. Cái nếu mình nhìn cái thực tế là như vậy, bỏ qua những cái bộ áo quần màu mè kiểu cọ rồi thì cũng là tóc lông móng răng da, dầu mập dầu ốm dầu cao dầu thấp, đen dầu trắng thì cũng là như thế thôi. Chắc là giúp cho con cái nhìn thực tế về cơ thể của mình. Dùng trong sách thì dùng cái chữ bất mỹ hay bất tịnh để nhắc nhở mình, nhưng thật sự ra nếu mà đúng thì mình nhìn gọi là nhìn một cách khách quan về cái cấu tạo của thân thể này và thân thể của người khác. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái phần thứ tư, đó là cái quán tiếp, là cái quán về nguy hại. Tức là sau khi mình thấy được cái thân thể của mình rồi á, thì mình nhìn kỹ rõ ràng, từ khi sinh ra đã khóc rồi. Không có đứa nào mà đứa tôi có hai đứa con sinh ra mình ở đứng kế bên phòng sanh, ở trong phòng sanh luôn, kế bên giường, cái giường mà sanh của bà xã, kéo nó ra là nó khóc rồi. Khổ rồi chứ đâu có đứa nào mà kéo ra ra khỏi là lòng mẹ là cười đâu. Và mình thấy cho tới khi mình chết, lúc nào nó cũng mình cũng bị đau đớn, không đau ít thì đau nhiều, nhất chỗ này khó chịu ở chỗ kia thì đau nặng hay đau nhẹ, mà lúc nào cũng có cái đau. Và những cái căn bệnh đó,
lúc nào cũng có. Bởi vì nếu mình nhìn cho kỹ là trong ruột của mình, trong bao tử dạ dày của mình á, nó cũng đâu có vi trùng á, cái đâu có phải sạch sẽ gì đâu mà mình không có biết. Khi mình ngồi rồi mình xịt thuốc sát trùng xuất ra dầu thơm ở trong cái phòng vệ sinh hay trong nhà này nọ cho nó thơm cho nó sát trùng, với thật sự ra cái thân của mình à, dầu mình tắm nó nào mình xài bông tắm ngày 2-3 lần này, bên trong nó đầy vi trùng, đủ loại vi trùng ở trong ruột đó. Đó khi mình thải ra, đi vệ sinh mình thải ra tự nhiên mình thấy nó thối chứ đâu có thơm. Rồi cái mùi hôi thối đó đâu mà có, đâu phải nó ra khỏi cái thân rồi nó mới thối à, cái mùi hôi thối hoặc là những con vi trùng nó đã nằm sẵn ở trong 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 cái cơ thể của mình rồi, bởi vì mình không thấy không nghe không thấy là không không ngửi là mình cho rằng nó sạch sẽ, chứ cái thân thể mình nó, bên trong đâu có gì sạch sẽ. Cũng như chúng tôi thường hay nói là bây giờ nhiều người sợ, những người thật sự là có cái may mắn, tôi nói là cái may mắn đi làm việc bệnh viện khám nhìn những người chết, những cái xác chết được mổ xẻ kiểu như là pháp y giảo nghiệm tử thi thấy rõ ràng, còn mình thì không thấy được, mình sợ nữa. Thì có một cái mình có thể làm được tạm thời thôi nhưng mà rất hay, chúng ta đã từng làm rồi, không biết có nghe rõ không? Tức là mình đi chợ, mình ra ngoài chợ, hôm nào rảnh đi theo với bà xã hay với bạn bè ra chợ, dầu ăn chay cũng không sao, mình mua tới chỗ bán thịt, những cái hàng thịt mình mua một miếng gan, miếng phèo, miếng phổi, miếng ruột, miếng xương sườn, miếng da hay là thịt ba rọi có da có mỡ có thịt, có miếng xương ở trong đó đem về. À, đem về mình rửa sạch cái mình đưa lên mình nắm mình cầm mình sờ à, cái gan nó như thế này, cái tim như thế này, bởi vì thật sự tim con heo nó cũng có, nó tương tự như tim con người thôi, nó cũng cỡ đó à, mình cầm à trái tim như thế này, đâu phải là trái tim vàng trái tim thơ mộng kiểu em yêu anh yêu em gì đâu, trái tim thật sự nó là như thế này à, cái bao tử cái dạ dày nó như thế này, ăn đủ thứ cao lương mỹ vị rồi cuối cùng nó vào đây nó tiêu hóa nó hôi thối như thế này, nó nằm trong này đầy đủ cái mầm mống vi trùng ở trong đó, cái ruột nó như thế này à, rồi mình thấy mình cầm nhìn nhìn màu sắc cầm lên sờ lên để mình thấy được cái độ mềm độ cứng của nó, rồi đưa lên mũi hửi, nên làm như vậy, đưa lên mũi mình ngửi, đưa gần lên mũi mình thấy nó tanh hôi à, chứ đâu phải con heo rồi nó chỉ có tanh thôi, con người chúng ta cũng thế thôi à, mình thấy cho nó rõ đó. Trở lại vấn đề là bây giờ con người mình lúc nào cũng bệnh hoạn ra, mình thấy lúc nào nó cũng có cái mầm mống bệnh hoạn, mình suy tư như vậy để mình thấy cuộc sống mình bấp bênh đó. Chứ không phải là cái bệnh hoạn khi mình bệnh rồi nhiều khi mình có cái ý tưởng mình so sánh rồi mình than thở nó tại sao tôi bệnh hoài mà tại sao anh hay cái người kia là không bệnh khỏe mạnh, không đúng, cái tâm cái ý tưởng nó làm cho mình khổ nhưng thật sự là không đúng, ai cũng bệnh, cái bệnh là cái chuyện bình thường xảy ra không sớm thì muộn, và mình mới nhìn như vậy để mình thấy cuộc sống bấp bênh và mình mới thấy quý giá những cái giây phút mà mình cảm mình còn khỏe mạnh còn minh mẫn để mình sử dụng những cái giây phút đó như thế nào cho hợp lý đúng theo cái thứ tự ưu tiên của cuộc đời của mình à, đó là cái lý do tại sao chúng ta phải quán về nguy hại, chứ không phải làm quán như vậy để mình sợ đó, để mình khóc than buồn rầu, quán để thấy sự thật, đem mình về sự thật, về cái thực tế hiện tại hiện tiền, tức là đây và bây giờ mắt đó, này đó là về cái quán tự thứ tư. Bây giờ chúng ta sang cái quán tưởng thứ năm, tức là quán từ bỏ. Quán từ bỏ đây là chuyển sang cái phần về tâm, mình nhìn cái tâm của mình, cái tình trạng tâm của mình như thế nào, và có bốn cái khía cạnh hay bốn chi cần phải nhìn, tức là mình có cái tâm mình ngay lúc đó ngay bây giờ có những cái tư tưởng tham ái hay không, tham dục hay không. Dục ở đây không có nghĩa là sex thôi, chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cái mình hay nghĩ đến tình dục rồi mình cứ nghĩ nó dục là sex không. Đó, sự tham muốn có mắt tai mũi lưỡi thân, tham muốn có năm cái cửa vật lý, mình nghĩ tới cái món ăn tự nhiên nước miếng mình chảy ra thì đó cũng là cái dục, cái dục như vậy cái lưỡi cái miệng, hoặc là mình tham theo cái âm thanh dịu dàng hay là kích động nào đó một cái bản nhạc nào đó thì đó là cũng là cái dục, cũng là dục tâm, tức là qua cái lỗ tai, hoặc là mình nhìn tới mình thích cái hình mà dáng màu sắc hay là một cái tranh vẽ cái quang cảnh nào đó thì đó là qua con mắt,
cái dục về mắt thì đó, cái chữ dục đó, nó quan trọng, nó phổ thông, nó rộng lớn hơn là chỉ có cái ý nghĩa về là về sắc, về tình dục. Rồi mình coi coi cái lúc đó mình có cái tâm sân hận nào hay không. Cái sân hận này cũng quan trọng lắm. Nhiều khi nó không phải là nó lớn, mà khi nó nhỏ nhỏ thôi, mình thấy mình có ganh tị ở trong đó rồi, mình thấy mình cũng thích cái đó cũng là cái sân. Rồi có cái tư tưởng làm hại người ta hay không. Làm hại không có nghĩa là chỉ giết chóc thôi, nhưng khi mình nói xấu cũng là cái hại, hoặc là mình nói sau lưng, nói mỉa mai cũng là cái hại thôi. Quan trọng ở chỗ đó. Rồi mình có những cái ác bất thiện pháp nào khác đang ngăn che cái tâm của mình, phải nhìn rõ. Nếu mà nó có bốn cái chi đó, bốn cái loại tâm đó mà có mặt thì cố gắng loại bỏ nó. Ít ra trong cái thời gian mình quán thử. Nếu mà mình có cái may mắn mình không có bốn loại tâm đó, mình cái tâm mình thanh tịnh thì cố gắng duy trì cái sự thanh tịnh đó. Ra nó quan trọng ở chỗ này là phải có cái nỗ lực cố gắng ở trong đó khi mình tu tập, chứ không phải là bất chiến tự nhiên thành. Nhiều người chúng ta hiểu lầm, nó thôi mấy cái đó là còn chấp, còn không có làm gì hết, buông hết, nó làm sao mặc kệ nó thì gọi là tu không có đúng. Phải có một sự nỗ lực, sự cố gắng ở trong đó, phải có một cái mà phải bỏ vào trong, phải phải đem một sự nhiệt tâm nhiệt tình vào trong đó từng giây từng phút để mà đối trị, để mà nhìn cái trạng thái của tâm mình và thành thật, nhìn cho rõ. Cái sự thành thật cũng quan trọng. Nhiều khi mình biện minh bào chữa cho những cái lỗi lầm, những cái sai trái của mình, biện minh để mà mình giữ cái sĩ, cái diện, cái thể diện của mình. Cái giữ thể diện đó là mình làm cái rất là tinh vi, mình tìm mọi cách để mà mình xoa dịu cái lòng tự ái. Đó là cái tưởng từ bỏ. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ sáu. Tức là có bốn cái và cái cái hình tứ sáu để chúng tôi đã nói nhanh để rồi sợ có không kịp giờ. Thì qua cái hình thứ sáu là coi như là có cái tưởng kế tiếp là 6, 7, 8, 9 thì nói về những cái pháp hướng chúng ta đến Niết Bàn, đến cái sự tịch tịch. Tức là nói về ly tham đoạn diệt, rồi cái tâm nhàm chán đối với toàn thế giới và thấy rõ vô thường trong tất cả các hành. Rồi qua tới cái niệm, cái pháp thứ 10 là niệm hơi thở. Niệm hơi thở thì chia ra 16 bước, thì 16 bước một lần nữa cũng chia thành 4 nhóm, có số 4. 4 bước đầu tiên là một nhóm, nhóm thứ nhất, nhóm bộ 4 thứ nhất, rồi 4 4 bước kế tiếp từ bước 5 cho tới bước thứ 8 là một một nhóm, rồi từ bước 19 tới 12 là một nhóm, 13 tới 16 là một nhóm nữa. Và thấy rõ ràng nó là nằm ở trong cái quán thân, quán thọ, tầm Phật. Bây giờ mình nhìn trở lại thì theo cái phân tích của Ngài Tỳ Kheo Na La Vô thì tất cả 10 cái nhóm này đều xoay quanh qua bốn cái pháp lập niệm, tức là bốn niệm xứ mà Đức Phật giảng đi giảng lại, và là chúng ta thường hay nghe các thiền sư nói là tứ niệm xứ. Đó là bốn cái lĩnh vực để mà chúng ta quán niệm. Ra có nhiều người nói rằng bây giờ nhớ hết 10 cái pháp quán tưởng này khó quá đi. Thì mình bắt đầu bằng cái dễ, tức là mình nhớ 10 pháp quán tưởng này dựa theo bốn niệm xứ mà lặp đi lặp lại 2 lần. Thân thọ tâm pháp, một lần nữa thân thọ tâm pháp. Vậy thôi. Bởi vì ai cũng quen thuộc với tứ niệm xứ, ai cũng quen thuộc với lại bốn chữ thân thọ tâm pháp. Bây giờ nếu mà phân tích chi ly theo cái nhìn của Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề thì 2 pháp đầu tiên vô thường và vô ngã coi như là 2 pháp bắt đầu và cũng là 2 pháp kết thúc. Tức là xuyên suốt trong 8 cái pháp quán tưởng còn lại là cuối cùng quy chiếu về vô thường và vô ngã, và cuối cùng đỉnh điểm của sau khi mà mình quán được cái tới cái sau cái quán pháp thứ 10 là niệm hơi thở rồi thì cũng trở về vô thường và vô ngã thôi. Xuyên suốt cái cốt lõi của 10 pháp quán tưởng này đầu tiên và cũng như cuối cùng là vô thường và vô ngã. Qua cái pháp thứ hai thì coi như là mình quán về cái thân của mình, thân bất tịnh hay bất mỹ, 32 phần cơ thể thân.
Rồi nói về cái nguy hại thì nói về bệnh tật thì lúc nào nó cũng tạo đau đớn, là cái cảm thọ khổ rõ lắm. Đó, thật ra mình có thể nhìn coi như quán thọ. Rồi qua tới pháp quán tử thứ năm là từ bỏ, tức là mình nhìn cái trạng thái tâm mình như thế nào. Nó có những cái trạng thái như dục sân hại ác thì đó là mình quán tâm. Rồi qua tới tiếp theo, bốn cái pháp tiếp theo là ly tham đoạn diệt nhàm chán và thấy vô thường trong tất cả các hành, mình thấy đó là quán pháp, đưa cái tâm mình hướng về niết bàn. Niết bàn là đối chọi với bốn cái trạng thái này đó. Đó là cái vòng đầu tiên, thân thọ tâm pháp. Không biết trong này các anh chị có theo dõi được không, chúng tôi có đưa ra ra mình thấy rõ ha. Thân thọ tâm pháp tức là cái vòng tứ niệm xứ đầu tiên. Rồi bây giờ qua cái vòng tứ niệm xứ thứ hai, trở về cái thực tại là pháp quán hơi thở thì có 16 bước, thì cũng là thân thọ tâm pháp. Bốn pháp đầu tiên là hơi thở dài, hơi thở ngắn, cảm nghiệm toàn thân, an tịnh thân hành, nó là quán thân. Rồi cái bốn pháp, bốn bước kế tiếp đó là mình cảm nghiệm cái hỷ thọ, lạc thọ, rồi cái cảm nghiệm toàn thể cái vận chuyển của cái tâm mình như thế nào, rồi mình an tịnh cái tâm này, an tịnh tất cả những cái ý nghĩ, cái tư tưởng đó thì là quán tâm. Rồi mình đưa về cái trạng thái làm cho hướng cái tâm mình về vào trong cái trạng thái an tịnh nhất. Mình chưa đạt được niết bàn, đắc với đắc quả như ít ra mình có một cái cảm nhận như vậy. Rồi về khi mà nó vậy thì cái tâm mình nó hân hoan, nó định tĩnh và nó giải thoát khỏi, nó ra khỏi những cái ràng buộc, những cái vướng mắc. Cái tâm lúc mình nó nhẹ nhàng thì đó là một cái phần nào, chứ không phải chắc chắn, phần nào đó là trạng thái của niết bàn, hướng về cái đó. Và đó là những cái pháp để mà đưa chúng ta đến cái mục tiêu cuối cùng của người con Phật. Đó là quán xin lỗi, đó là Phật quán, quán tâm. Rồi sau đó những cái gì mà đã đang xảy ra, những cái đặc tính của tất cả những cái gì đang xảy ra xung quanh đó là về vô thường, chúng ta phải ly bỏ, phải đoạn bỏ nó và phải buông xả. Thì đó là cái quán pháp đó ra. Qua trong cái phần niệm hơi thở 16 bước cũng chia làm bốn nhóm: thân thọ tâm pháp, coi như là cái vòng thứ hai của tứ niệm xứ. Và cuối cùng rồi cái buông xả từ bỏ, tức là mình thấy nó vô thường, nó vô ngã, không không có cái gì mà trời mình nắm bắt hết, mình phải buông xả, là phải từ bỏ. Thành ra vô thường vô ngã là hai điểm đầu tiên của 10 pháp hành, và cũng là đỉnh điểm và điểm cuối cùng để chúng ta thấy được xuyên suốt trong 8 pháp còn lại. Và 8 pháp quán tưởng còn lại thì nếu mình không nhớ hết thì ngay lúc đầu thì mình nhớ là tự trung lại chỉ nói về thân thọ tâm pháp tứ niệm xứ, và nói hai lần. Lần đầu tiên là gồm từ pháp thứ hai cho tới pháp thứ chín, rồi cái lần cuối cùng là qua tới niệm hơi thở, thì trong đó có cả thân thọ tâm pháp. Đó, mình nhớ như vậy, tức là tứ niệm xứ mà mình tập hai lần, lần đầu và lần chót, và cuối cùng là phải được tiến tới vô thường vô ngã để buông xả. Bởi đó là cái quan trọng của người bị bệnh và người gần chết, là phải buông xả. Sở dĩ người bị bệnh hoặc là cái người gần chết khổ sở là bởi vì họ không có buông được, vẫn còn bám víu. Là cái mục đích mà khi mà mình thực tập cái này để tập được cái tâm buông xả. Các anh chị có nghe được chưa hả? Bây giờ thì trở về để tóm tắt lại thì chúng tôi xin đưa ra cái hình cuối cùng, hình số 7. Và khi chúng ta đưa vào cái hình này thì chúng tôi sẽ đọc cái phần kết luận của ngài Tỳ Khưu Bồ Thí, để có ngài Tỳ Khưu Anala các chị, cái điều chỗ này là quan trọng. Các anh chị vào trong này cố gắng nhìn được cái hình này. Nó là một phía bên phải đó là cái giàn bài, cái khung sườn của 10 pháp quán tưởng. Rồi cái bên trái là cái phân tích của ngài Tỳ Khưu Anala, coi như là mình khi mà thực hành 10 pháp quán tưởng này là mình chạy theo một cái vòng xoắn hình nó, tức là phía dưới cái đáy là nó rộng, hình tròn rộng, rồi đi từ từ lần lần nó đi xoay giống như cái thang cầu thang xoắn vậy, hay là một cái con ốc này, hình ốc xoắn ốc lên cuối cùng cái đỉnh điểm. Và cái trục chính của cái 10 pháp này đó là cuối cùng đưa chúng ta tới gì? Bắt đầu từ vô thường vô ngã và cuối cùng cũng trở về vô thường và vô ngã, nhưng mà mình hiểu thâm sâu hơn. Cái đầu lúc đầu thì mình chỉ hiểu sơ sơ thì đại ý thôi về vô thường vô ngã, nhưng mà khi mình tiếp tục thực hành
thì đưa đến cái điểm cuối cùng là mình hiểu được cái vô thường và vô ngã thâm sâu, và nếu mình thẩm thấu được cái đó thì mình có thể đối diện trực diện với cái bệnh và cái chết một cách nhẹ nhàng bình thản. Tất cả mọi chuyện trên đời đều là vô thường và vô ngã. Bây giờ mình nói cái miệng đó, mình chưa có chấp nhận nhưng cũng không sao, bắt đầu từ cái thô sơ trước, cái hiểu thô sơ trước để thẩm thấu từ từ, chứ đừng có nhiều khi mình không mình hiểu vàng mình muốn hiểu liền không có được. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng chưa chắc gì hiểu hết, nó thấy nó bình thường, nó tầm thường như vậy, nhưng mà mình lúc nào mình nếu mình thật thành thật mình nhìn cái tâm của mình thì lúc nào mình cũng cho mình có cái ngã trong, cũng còn chấp ngã dữ lắm, rồi mình cũng còn bám víu cái gì đó. Mình muốn cho thường còn hoài, tình yêu hay là tiền bạc hay là nhà cửa danh vọng thì kia, chức vụ chức tước ở trong, không phải ngoài đời, ngay cả trong đạo, trong chùa hay trong những cái hội Phật giáo này kia cũng bám theo cái thể diện, cái chức vụ ở trong đó. Nhiều khi mình đọc cái nhóm nhỏ chẳng hạn, cái nhóm ở trong room này rồi đặt ra phải 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 có tổ chức, rồi đặt ra người này làm trưởng nhóm, người kia thì là làm ban điều hành này nó, cái mình bám theo cái chữ đó này, đó cũng là hình thức bám mà nó là giả, bắt đầu từ không có cái gì hết rồi cuối cùng cũng mất đi. Một ngày đó đó sẽ máy bị hư hay là thao thoát ngưng hoạt động thì tất cả những cái đó đều tan rã, nhưng mà mình không không để ý. Mình cứ chạy theo đó. Thì bây giờ thì chúng tôi xin phép đọc đọc tới đâu thì chúng tôi sẽ nói tới đó, các anh chị còn nghe rõ nha, để chúng tôi xin phép uống ly trà thấp giọng. Và cái phần dịch này cũng nằm ở trong cái dàn bài, khi anh chị bấm vào trong cái trang chính thì sẽ hiện ra cái phần dịch này. Và cái bản này chỉ là sơ thảo, chúng tôi mới dịch xong tối hôm qua, thành thử là chắc cũng có nhiều cái lỗi đánh máy cũng như những cái đoạn dịch, những giọng văn, những cái lời văn cũng chưa được suôn sẻ lắm, nhưng mà không sao, mình đọc cái chia sẻ trước và từ từ chỉnh sửa thôi. Tóm tắt, nhìn lại toàn bộ tiến trình thiền quán, thực hành 10 pháp quán tưởng có thể được hình dung như là một tiến trình xoắn ốc theo hình nó. Hình nó tức là cái giữa đáy nó lớn, rồi nó nhỏ, nó tóp lại, nhỏ là phía trên. Bắt đầu từ góc nền cho đến đỉnh nhọn. Hai pháp đầu tiên trong kinh Girimananda, quán tưởng về vô thường tức là pháp thứ nhất, và vô ngã là pháp thứ hai, đặt nền tảng cơ bản cho tuệ quán trong các bước tiếp theo và có thể xem như là trục chính của hình nón này. Tâm điểm quy chiếu cho toàn thể pháp hành là sự thông hiểu toàn diện về bản chất vô thường trong mọi khía cạnh của bản thân hành giả, của bản thân của người hành thiền, được bổ sung bằng bản chất trống rỗng của tất cả mọi hiện tượng trải nghiệm. Tức là cái gì mà mình thấy, mình cảm thấy, cảm nhận được đó, nó đều là không có một cái tôi, cái ta, một cái gì mà nó thường còn ở trong đó. Mình lầm tưởng. Từ đó, tiến trình từ pháp quán tưởng thứ ba đến thứ chín có thể xem như tiến theo đường xoắn, chạy dọc theo vòng tròn ở mặt đáy và tiến dần lên đỉnh nó. Đường xoắn ốc này đi theo hai vòng tròn qua bốn hướng chính tương ứng với bốn pháp lập niệm: Satipatthana, niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Như chúng tôi nói hồi nãy đó, mình thấy là từ pháp thứ ba cho tới thứ chín, thứ mười nó đều là dựa theo mặt thân, thọ, tâm, pháp mà lập lại hai lần. Lần đầu từ thứ ba tới thứ chín, lần cuối lần thứ mười, pháp thứ mười là tuy là một nhưng mà trong đó có thân thọ tâm pháp. Như vậy là thân thọ tâm pháp chúng ta nhìn bốn lần, hai lần tứ niệm xứ. Ở đây quán tưởng về bất mỹ thì là pháp thứ ba, bao gồm quán tưởng về thân và quán tưởng về nguy hại, pháp thứ tư, đưa đến quán tưởng về thọ. Quán tưởng về từ bỏ thì là pháp thứ năm, phản ánh này chưa, phản ánh chứ phải phản ánh, phản ánh sự phân biệt giữa các trạng thái tâm thiện và bất thiện, và là pháp quán tâm, chỉ là ở đây, và tưởng ly tham đoạn diệt vân vân, từ thứ sáu thứ chín hướng tâm đến giác ngộ tâm điểm của quán các pháp. Tức là ở đây cho mình là tóm tắt lại
Tức là khi mình nói, mình quán tưởng về về bất mỹ, tức là vô thường, về cái sự bất tịnh, đức quán về thân. Rồi khi mình quán tưởng về quy ngại của thân thể và bệnh hoạn này kia, tức là mình quán về thọ. Rồi qua thứ năm á, là có bốn cái tệ loại trạng thái tâm, tức là mình quán về tâm. Và từ thứ sáu tới thứ chín, ly tham đoạn diệt nhàm chán vô thường, tức là mình quán về pháp. À, để mình hướng cái tâm mình về đó. Sau khi hoàn tất vòng đầu tiên với bốn pháp lập niệm, tức là thân thọ tâm pháp đó rồi, quán tưởng thứ 10 là niệm hơi thở liên quan đến một vòng xoắn ốc khác tiến gần đến đỉnh nó. Vòng thứ hai này cũng tiến hành theo bốn hướng chính của bốn pháp lập niệm, tương ứng với bốn nhóm bộ bốn của pháp niệm hơi thở. Tức là pháp niệm hơi thở có 16 bước, bây giờ mình chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm bốn bước, tức là bộ bốn, bốn nhóm. Với bước cuối cùng trong 16 bước niệm hơi thở, hành giả đạt đến đỉnh của hình nó. Đơn giản chỉ là trạng thái tỉnh giác trong thời khắc hiện tại về bản chất vô thường, thay đổi của mọi hiện tượng vô ngã với thái độ buông xả. Cái chỗ này quan trọng. Cuối cùng rồi á, cái gì mình được, cái gì mình được, một cái sự tỉnh giác chánh niệm về từng thời khắc trong hiện tại và trước mắt, tức là hiện tiền, ngay đây trước mắt này, bây giờ này. Về mình thấy tất cả cái gì mình được nhận nhận thức bây giờ, nó là một cái dòng chảy thôi, nó vô thường, nó không, nó thay đổi luôn luôn. Và trong đó thì không có một cái ngã hay là một cái gì nó bất biến hết. Và bởi vì khi mình nhìn được như vậy thì mình mới buông xả được. Cái chữ buông xả là cái mục đích cuối cùng của một người bị bệnh đau nặng hoặc là một người gần chết. Không có chấp vào cái thân này nữa. Khi mình bệnh nặng hoặc là mình chết, gần chết rồi thì còn cái gì mình bám víu theo, chỉ làm cho mình khổ thôi. Bởi vì nó sẽ xảy tới đây. Tắt kệ rồi. Hoặc là trong một ngày nay mình chết rồi, mình bám víu cái gì. Rồi nếu mình đạt được cái thái độ đó là thái độ lý tưởng, thì ra mình bệnh mà mình an, thân bệnh mà tâm an, hoặc là mình chết mà chết bình thản. Đó là cái mục đích của giúp cho chúng ta nhận thức về sự thay đổi với thái độ buông xả, đặc biệt là buông xả bất kỳ sự nắm giữ và bám víu nào, kết hợp với tuệ quán về vô thường và kèm theo về vô ngã. Đó là cái cầu gọi là xuyên suốt trong cái pháp hành 10 pháp quán tưởng này. Cũng giống như đường xoắn ốc theo hình nó hội tụ hướng đến chóp đỉnh, toàn thể chương trình hành thiền có thể xem như hội tụ và tiến sâu hơn vào các mức độ của buông xả. Tức là mình hành thiền như vậy đó, là lúc nào cũng phải nhớ cái chữ là mình thấy nó vô thường vô ngã để mình buông xả. Nó giúp những cái pháp quán tưởng này, nó giúp cho mình thấy được. Như đã đề cập từ trước, một khuôn mẫu cơ bản của các nhóm bộ bốn được áp dụng trong tiến trình hành thiền mô tả trong kinh Girimananda. Di chuyển theo đường xoắn ốc từ đáy hình nón lên đến đỉnh, sau khi thiết lập trục chính của hình nón qua hai pháp quán tưởng đầu tiên, có thể so sánh với một bài nhạc với tiết tấu bốn ô nhịp và hai đoạn tăng dần crescendo, từ bắt đầu từ chủ đề nhạc qua âm điệu của quán tưởng một và hai. Có lẽ sư Anayala của ngày xưa cũng thích chơi chơi nhạc nên sư biết. À, trong cái đoạn này chỉ có những người nào mà biết đọc được những cái nốt nhạc và biết chơi đàn một cái thứ nhạc cụ nào đó thì mới thấy thấm. Nhưng bản thân chúng tôi đọc là thấy thấm lắm. Cũng có một vài anh chị mà khi chúng tôi giới thiệu thì cũng có chép riêng, tại vì các anh chị đó cũng là dân thích nhạc, biết nhạc lý chút đỉnh, thích. Còn những vị nào mà không có hoàn toàn không có biết gì về nhạc lý thì có lẽ không thấy thấm, nhưng mà không sao, mình chỉ đọc để mình hiểu. Theo phương cách này, chỉ cách ở đây chứ không phải chỉ cách. Theo phương cách thực hành tôi đã đề nghị ở trên, quán tưởng về bất mỹ tức là thứ ba và về nguy hại tức là thứ tư có thể thực hiện với bốn lần quét toàn thân, bắt đầu từ các phần bên ngoài thân dần dần hướng vào bên trong thân, rồi tiến đến khuynh hướng khởi sinh đau đớn phiền khổ. Chỗ này cũng cần nhắc lại,
Tức là theo cái kinh nghiệm thực tế của ngài Na La Vô á, thì thay vì mình quán thân nó là tóc lông móng răng da thì ngài không có quán như vậy, mà ngài đề nghị mình quét cái thân của mình. Có lẽ là bắt nguồn từ là ngài là ngày xưa là thiền sinh của nhóm Vipassana của ngài Ubakhin. Ở ngài Ubakhin cũng như ngài Golka thì có một cái phần thực hành rất là chi tiết về quán cảm thọ, quét toàn thân, nhận diện toàn thân của mình nó cái thọ như thế nào. Thì bây giờ ngài cũng cũng dựa như vậy, ngài nói rằng bây giờ mình ngồi đó, mình ngồi tại đây mình hành thiền, mình bắt đầu mình ghi nhận quán sát cái thân thể của mình. Một cái lần quét đầu tiên, tức là giống như dùng cái chổi mình quét từ đỉnh đầu mình quét xuống cho tới bàn chân, đi từ 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 xuống. Thì cái lần đầu tiên tức là mình quán da, tức là cái thân của mình nó được bao bọc bởi cái da và cái vùng da từ đầu tới xuống tới miệng tới cổ xuống tới bả vai hai tay rồi lưng bụng rồi tới chân cái đầu gối xuống tới cái bàn chân của mình, cái da nó bọc nó như thế nào. Và mỗi người đều cũng như nhau thì cái da nó là như vậy. Đó là mình quét từ đầu xuống tới chân mà mình chỉ nhìn da. Lần thứ hai là mình đi ngược lại, từ chân quét ngược lên tới đầu. Bắt đầu từ cái bàn chân, khi mình gần đó rồi cái bắt đầu mình quét từ từ, mình quét ngược trở lên thì mình tới thịt. Mình quét thịt, tức là trong đó thì cái thịt ở cái ngón chân như thế nào, thịt ở bàn chân rồi lên tới thịt ở bụng rồi thịt ở ngực rồi lên thịt ở cổ, thịt ở đầu, ở mặt rồi ở đầu, mình quét cái phần thịt. Là mình quét đó là từ bàn chân lên từ từ lên tới đầu. Rồi bây giờ lần thứ ba là từ đầu xuống trở xuống lần lần nữa, thì bây giờ mình không mình quán về xương. Tức là xương đầu như thế nào, xương mặt như thế nào, xương cổ, xương vai, xương tay, xương ngực, xương bụng, xương hông xuống tới xương bàn chân, xương xin lỗi xương cổ chân, xương gót cái đầu gối xuống tới xương bàn chân. Tức là thật sự ra ai cũng có xương như vậy, được cấu tạo bởi xương. Đó là lần quét thứ ba, từ đầu đi xuống cho tới bàn chân. Đó là thấy nói về cái pháp đầu tiên, ba lần quét. Đầu, cái từ đầu xuống chân là quét về da, đi ngược trở lên từ da, từ bàn chân, từ ngón chân lên ngược tới đỉnh đầu là quét về thịt, rồi từ đỉnh đầu đi trở lại, đi ngược trở đi xuống trở lại, đi từ từ đi xuống trở lại cho tới bàn chân thì quét về xương. Các chị có hiểu chỗ này ha? Đó là mình thấy cái cơ thể mình chỉ có da thịt xương thôi. Người nào cũng như người nấy, không có cái gì ai mà khác hơn ai. Ngay cả bậc thánh nhân cũng vậy thôi, những vị cao tăng thiền sư rồi những người bị tôn kính này nọ, hoặc là những mỹ nhân người đẹp, những anh hùng lực lưỡng lực sĩ, hay là ông tổng thống, hay là người bán hàng thư ký rồi văn phòng, cũng là da thịt xương như vậy thôi, như nhau hết. Bây giờ khi mình xuống tới bàn chân rồi mình đi ngược trở lại á, thì bây giờ mình qua cái pháp quán thứ hai là quán nguy hiểm. Tức là mình coi cái cả cái gót chân mình cũng đau, cái bàn chân mình cũng đau, cái gót chân mình có những cái đau, đi ngược lên đầu gối rồi đi ngược lên cái hông rồi vào trong cái bụng, lên cái ngực, lên cổ, rồi lên miệng, lên lỗ tai, lên má, rồi lên mắt, lên tới đỉnh đầu, chỗ nào nó cũng có cái chỗ đau nhất hết chứ không phải là không có. Chỗ nào cũng có thể sanh bệnh hết trơn. Tức là mình quán bị nguy hiểm, từng quét ngược trở lên đó lần thứ tư. Đó là cái ý của cả Ana là vô hướng dẫn để là khi chúng ta hành thiền cho nó nhanh. Trong đây mình chỉ có một giờ đồng hồ để mà hành thiền thôi, mình quét 4 lần như vậy. 3 lần đầu á, thì mình phải nói về cái thân, lần thứ tư là nói về những cái nguy hại của thân. Chúng tôi đọc tiếp, tiếp theo là pháp về 4 loại tâm, quán về 4 loại tâm như là chủ đề chính của quán từ bỏ. Tiếp theo là 4 pháp quán hược, quán tưởng hướng tâm về niết bàn, từ 6 đến 9. Hai cái chữ tiếp theo này nghe nó không có được suông, thì có lẽ thứ hai thì chúng ta sẽ dịch là kế đó. Các nhóm bộ 4 này dần dần tiến đến những gì vi tế và thâm sâu, và điểm cao của đoạn tăng thứ nhất này được đạt đến pháp quán tưởng là tất cả các hành là vô thường, tức là thứ chín. Thứ chín cuối cùng rồi đó, nó là vô thường trong tất cả các hành. Các chị anh chị nhìn lại cái biểu đồ ha, sẽ thấy số 9 màu đỏ ở bên tay phải là vô thường trong tất cả các hành. Các chị thấy chỗ đó không?
tức là cái đỉnh điểm của cái đoạn tăng, cái crescendo thứ nhất này, tức là cái bốn pháp lập niệm này, thân thọ tâm pháp, thì cuối cùng cái pháp và cái điểm cuối cùng của cái vòng này là thấy được vô thường. Làm sao mình thấy tất cả các hành, những cái điều kiện hữu vi đều là thay đổi, đó là cái đỉnh điểm, có thể rõ được chứ ha. Cũng như đánh quản nhạc, cái khúc này, khúc đầu này, nó tăng dần, nó tăng cực, tăng hết cái đoạn này á, thì nó lại là vô thường trong tất cả các hành. Người ta mình bắt đầu bằng vô thường và mình ngừng lại ở đây trong cái đoạn tăng đầu tiên, cái crescendo đầu tiên á, là cũng là vô thường. Chuyển đổi từ trạng thái thâm sâu của tâm hướng đến Niết Bàn trong pháp quán tưởng thứ 9, trở về hiện tượng tương đối thế tục của hơi thở dài, đánh dấu điểm khởi đầu của đoạn tăng thứ nhì. Thế là bây giờ thân thọ tâm pháp một vòng rồi, bây giờ mình trở về thân trở lại, nhưng mà lần này cái thân á, là mình nằm ở trong cái quán thọ, ê, xin lỗi, quán niệm hơi thở, trở lại bắt đầu từ cái vòng thứ hai, tức là cái đoạn tăng trong cái bản nhạc thứ hai, cái nốt đốt thứ hai, của cái đoạn thứ hai, cái nốt đầu tiên. Đoạn tăng thứ nhì này cũng có tiết tấu tương tự với bốn ô nhịp. Khi pháp niệm hơi thở được hành qua bốn nhóm bộ bốn, mỗi nhóm có bốn bước, được thực hành, chẳng phải được hành. Tức là bây giờ mình qua niệm hơi thở có 16 bước, thì cái bước đầu tiên trở về cũng là trở về cái thân, nhưng mà bây giờ lấy hơi thở làm chính. Cùng đôi đoạn tăng dần dựa trên tiết tấu cơ bản của ô nhịp, vòng xoay hình xoắn dần dần đưa lên đến điểm cực đại tại đỉnh. Với bước cuối cùng của pháp niệm hơi thở, tức là pháp là cái bước thứ 16 của pháp niệm hơi thở. Đó, mình thấy đó rõ ràng, mình nếu mình nhìn lại cái biểu đồ đó, thấy là 10.4 quán này pháp vô thường, ly tham, đoạn diệt và từ bỏ, là buông xả. Pháp cuối cùng là mình buông xả, mình từ bỏ, và đỉnh điểm của 16 bước. Thành quả của tuệ quán về bản chất vô thường và rỗng không của mọi chứng nghiệm, tất cả những gì mình biết, mình trải nghiệm qua đều là vô thường, thay đổi luôn luôn, nó không có cái tôi, cái ta, cái gì để tồn tại trong đó, nó vô ngã, trống không. Đoạn tăng thứ nhì này có cùng một giai điệu của bốn pháp lập niệm như đoạn tăng thứ nhất, có nghĩa là bây giờ qua tới hơi thở thì cũng là thân thọ tâm pháp rồi, nhưng mà vòng thứ hai, các chị có thể theo kịp chỗ này chứ ha. Từ số 2, từ số 3 tới số 9, chín pháp đầu tiên cũng là thân thọ tâm pháp, đó là vòng đầu, hay là cái đoạn tăng đầu, crescendo đầu. Bây giờ qua cái pháp niệm hơi thở có 16 bước thì cũng là thân thọ tâm pháp, tức là cái vòng thứ hai, hay là cái đoạn tăng crescendo thứ hai trong bản nhạc. Tuy nhiên, thay vì dùng một ban hợp tấu với nhiều nhạc cụ hay là nhiều loại quán tưởng, ở đây chỉ sử dụng một nhạc cụ duy nhất, đó là hơi thở. Đó mình thấy rõ, là tức là từ cái vòng đầu tiên thân thọ tâm pháp, tức là mình có được cái đề mục để mà mình quán được. Nhưng mà qua tới cái vòng thứ hai thì chỉ có một đề mục duy nhất là y thở, là hơi thở, nhưng mà lại có bao trùm cả thân thọ tâm pháp ở trong đó, cũng giống như chơi nhạc. Cái vòng crescendo đầu tiên là có nhiều cái loại nhạc cụ, kèn, trống rồi này kia, piano, violin này đó. Nhưng mà qua tới cái đoạn nhạc thứ hai á, thì chỉ có chơi một cái guitar thôi, hoặc là chơi gì có chơi một cái violin là đó thôi, cái violon thôi. Đó là cái hơi thở, chỉ có một nhạc cụ thôi, nhưng mà làm được được hết. Sau bốn dạng thái bổ sung cho nhau hướng đến Niết Bàn như là nốt nhạc cuối cùng của đoạn tăng thứ nhất, bài nhạc chuyển sang độc tấu với quán niệm hơi thở, xem đem mọi việc trở về thực tế. Mà bây giờ cái hơi thở là thực tế, hồi nãy giờ mình quán về tâm này nãy kia, hoặc cái thân này thế nào, hoặc là nói về cái hướng về ly tham đoạn diệt, nó tức là những cái ý tưởng trừu tượng. Bây giờ mình trở về thực tế là cái hơi thở, lúc nào nó cũng có với mình, chừng nào chết thì nó mới hết hơi thở thôi, hoặc là khi là mình bất tỉnh, mình không còn nhận thức được nữa. Chứ còn mình còn tỉnh táo, gặp chỗ đau đớn lăn lộn nhưng mà vẫn còn thở, đó là cái thực tế, đem cái tâm mình về cái thực tế, tức là cái hơi thở.
Thay vì để hành giả phải đấu tranh với sự tương phản giữa những đỉnh cao của các quán tưởng này từ 6 đến 9 và điều kiện thấp kém hơn của mình, sự chuyển đổi tiếp theo giúp duy trì được động lượng tương tự nhưng đưa nó về những gì rất tầm thường, đó là tiến trình của hơi thở. Tức là bây giờ mình nhích trở về, trở về thực tế cái hơi thở của mình thôi. Điều này giúp hành giả kết nối với thực nghiệm khoảnh khắc hiện tại như nó đang là, cho dù có thể đang đau đớn hay gần kề cái chết. Tức là khi mình trở về hơi thở cũng là một cái điều nó giúp cái tâm mình trở về thực tại hiện tiền. Nó là như vậy, mình đang thở chứ còn không có chạy theo những cái chỗ khác. Và khi mình dứt thở là mình chết, đưa về cái thực tại, gọi là cái hơi thở. Giai điệu cơ bản của bốn pháp lập niệm được thể hiện qua các trình bày trong hai đoạn nhạc tăng dần. Pháp quán tưởng số 3 và nhóm, cái nhóm ở đây không có chữ ô. Bộ bốn thứ nhất trong pháp quán niệm hơi thở đều liên quan đến các khía cạnh về chức năng của thân. Đó là các bộ phận của thân thể và hơi thở. Tức là mình về so sánh lại thì mình thấy cái nhóm thứ ba và cái bộ bốn thứ nhất, tức là mình biết cái hơi thở dài ngắn toàn thân an tịnh thân, tức là nói về thân. Trong khi pháp quán tưởng thứ ba đặt nặng về sự bất mỹ bất tịnh của thân và vì thế không hấp dẫn, có khi là ghê tởm. Nhóm bộ bốn thứ nhất cân bằng điều này qua các qua cách dẫn đến trải nghiệm an tịnh của các hoạt động của thân. Tức là một bên, cái đoạn đầu tiên là mình thấy mình sợ, mình ghê, mình thích, nhưng mà qua tới cái quán thân thứ thứ nhì ở trong cái niệm đó, thì nó giúp cho mình an tịnh. Có hai cái sự khác biệt như vậy. Tương tự mối quan tâm về nguy hại, cái nguy hại ở đây tiềm ẩn trong thân đưa đến bệnh hoạn và do đó đưa đến các tưởng về thọ khổ trong pháp quán tưởng thứ tư được cân bằng với những cảm thọ hỷ lạc trong nhóm bộ bốn thứ nhì của pháp niệm hơi thở. Trong niệm hơi thở thì mình có hỷ lạc, cái tâm hành an tịnh tâm, đó là nói về cái cảm thọ, nhưng mà đối kháng nó cân bằng lại những cảm thọ khổ mình trải qua khi mình quán về cái những nguy hiểm của bệnh tật. Pháp quán tưởng thứ năm có liên quan đến từ bỏ các tư tưởng bất thiện. Sự từ bỏ này được tiếp tục đi xa hơn với nhóm bộ bốn thứ ba trong niệm hơi thở, bỏ đi bất kỳ tư tưởng nào đưa tâm cảm nghiệm như thế. Tức là bây giờ trong cái phần quán từ bỏ thứ năm thì nói về tâm dục, tâm hại, tâm và ác tâm sẽ phải từ bỏ. Trong khi cái phần cái quán về tâm ở trong niệm hơi thở thì nói tâm hân hoan, cái cảm giác tâm như thế nào rồi định tĩnh là mình giải thoát khỏi những cái ràng buộc đó, thì cũng nói về tâm nha, nói về cái hướng tích cực hơn. Các pháp quán, cái quán này tưởng thứ chín, thứ sáu đến thứ chín là những trạng thái tâm khác nhau hướng đến niết bàn, có những tương ứng trong nhóm bộ bốn thứ tư của niệm hơi thở. Tức là nói về thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, tức là ly tham đoạn diệt nhàm chán vô thường, thì cái pháp niệm hơi thở số trong cái bước số 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16 đó cũng là nói về vô thường, ly tham, đoạn diệt và từ bỏ, giống nhau, cái căn bản là giống như nhau. Sau khi đem tính vô thường làm sự chú tâm hàng đầu, bộ bốn cuối cùng này sử dụng cùng chủ đề về ly tham và đoạn diệt như quán tưởng 6 và 7, và bước cuối cùng trong niệm hơi thở để buông xả có thể xem như tương ứng với sự không tha thiết với toàn thế giới của pháp quán tưởng 8 và buông bỏ tất cả các hành trong pháp quán tưởng 9. Tức là lặp lại một lần nữa nhưng mà đi sâu hơn. Khi mà mình nói về từ bỏ, chủ đề trọng yếu của các pháp quán tưởng trong bài kinh lập niệm Satipatthana Sutta là tính vô thường. Rõ ràng trong các lời giải nhắc đến nhiều lần trong bài kinh để quán soi sự sinh và diệt trong mỗi pháp lập niệm. Đó là trong, nếu chúng ta nhớ lại lúc trước chúng tôi có trình bày cái bài kinh Satipatthana Sutta, bài kinh niệm xứ đó, hay lập niệm đó, thì thấy rằng có những cái điệp khúc Đức Phật cắt đi nhắc lại nhiều lần, tức là chúng ta thấy được những cái đối tượng đó, những cái đề mục đó là có sinh có diệt, phải rõ như vậy.
Trong trường hợp bài kinh Girimananda đá và bài kinh tương đương trong kinh tạng Tây Tạng, chủ đề về vô thường được trình bày trước tiên trong các pháp quán tưởng về ngũ uẩn, đó là cái chủ đề số 1, quán tưởng số 1. Chủ đề đó được vang vọng lại trong quán tưởng thứ 9, quán tưởng về vô thường trong tất cả các hành, hướng tâm về sự đoạn diệt tất cả các hành. Điều này đưa đến màn độc tấu trong 16 bước quán niệm hơi thở. Tất cả đều hòa tấu chủ đề về tính vô thường của các thân hành hay các hoạt động của hơi thở. Mình thấy là khi mà mình nói về vô thường ở trong những cái bước đầu tiên qua cái niệm hơi thở thì mình cũng phải làm an tịnh thân hành trong cái nhóm đầu tiên này. Đúng là cái ý cũng như vậy, nhưng mà cái cách sử dụng là cái đề mục nó hơi khác nhau thôi. Quán tưởng 9 cùng với quán tưởng 10 thể hiện và hiện thực tiềm năng nhận thức liên tục về vô thường để đưa đến sự đột phá, đưa đến niết bàn. Tiến đến niết bàn, đúng không? Đột phá, tiến đến niết bàn. Điều này trở nên đặc biệt nổi bật trong bộ bốn cuối cùng của niệm hơi thở. Trong đó, nhận thức về vô thường là đề mục duy nhất để quán soi. Cái quán này chứ. Ngay trong bước đầu của bộ bốn đó, tức là trong những cái bước cuối cùng 13, 14, 15, 16 thì đầu tiên hết là mình nói về quán vô thường có sẽ thở vô, quán vô thường có sẽ thở ra. Mình thấy rõ cái vô thường là bước đầu tiên của cái nhóm này, nhóm cuối cùng. Các bước còn lại tiếp tục đà đó, đưa quán niệm đến tuệ tri toàn diện về vô thường, hướng tâm về niết bàn qua ly tham, đoạn diệt và buông xả. Hay trong một phiên bản khác, tức là một phiên bản của một cái bộ luật của nhóm nhất thiết khổ bộ, là từ bỏ, ly tham và đoạn diệt. Cái thứ tự nó khác, nhưng mà cái cuối cùng mục đích nó là như vậy, để buông xả. Đỉnh điểm của hình nón thiền quán và nốt nhạc cuối cùng của buổi diễn nhạc, nhận thức về sự thay đổi với thái độ buông xả, không những là điểm nội tụ cho tất cả pháp hành được tu tập bởi những hành giả thực hành xuyên suốt cả chương trình quán tưởng, mà nó cũng giúp làm điểm khởi đầu cho những ai đang ở trong tình huống không thể hành thiền cách chính thức. Đặc biệt áp dụng cho những người bị bệnh nặng hay trong lúc cận tử. Mặc dù tôi, tức là Bhikkhu Anālayo, hy vọng rằng những gì viết ra trong các trang trước đã nêu rõ tầm quan trọng của việc sửa soạn cho những tình huống đó khi hành giả vẫn còn tương đối khỏe mạnh. Cuốn sách này sẽ không hoàn toàn đạt được mục đích nếu nó không cung cấp một lối thực hành khởi đầu cho những ai lâm vào các tình huống đó mà chưa kịp chuẩn bị. Ngài nói có vẻ hơi lòng vòng, nhưng mà cái ý của Ngài có nói rằng mặc dù cái cuốn sách này là giúp cho những người còn khỏe mạnh, và chúng ta làm có thì giờ, chúng ta làm thực tập để mà thẩm thấu, nhưng mà nó cũng còn giúp cho những ai mà không có sửa soạn kịp, không chưa thực hành kịp mà tới giờ chót rồi, mà lâm vào những cái tình trạng bệnh nặng hay là gần chết rồi phải là như thế nào. Tức là mình có thể mình nhắc nhở người đó, mình giúp nhắc nhở cho những người đó, và những người đó nếu thật sự họ thực tâm họ có thể thực hành được, chứ không phải là cần phải có một thời gian dài sửa soạn. Lý tưởng là chúng ta sửa soạn ngay từ bây giờ, nhưng mà trong những cái tình huống như vậy mà chứ có những anh vị hay là ngay cả bản thân mình cứ lười biếng, mình không có tập trước ấy, thì trong giờ chót mình vẫn có thể dùng được những ý tưởng như thế này để mà mình sửa soạn đối phó với lại cái bệnh nặng, cái cao đau đớn hay là cái lúc mà gần chết. Giả sử có một người thình lình bị bệnh nặng và đang chịu nhiều đau đớn và khổ sở, không thể ngồi thiền đàng hoàng hay giữ được sự yên lặng cho mình, hoặc có lẽ đang gần tới cái chết, lúc đó người ấy phải làm gì? Tức là Ngài cũng rất là chu đáo, Ngài nói là trong cái tình trạng đó thì sao đấy. Một điều có thể làm được trong những tình huống như thế là giữ chánh niệm. Tức là mình không có tuệ tri gì hết, nhưng mà bây giờ mình giữ chánh niệm cái này. Mình cố gắng mình giữ tỉnh thức nhìn nhé. Từ pháp thiền Phật giáo ngày trước cho đến các pháp trị liệu giảm đau ngày nay, chánh niệm hỗ trợ người ấy đối diện với bệnh tật và cái chết. Tức là cuối cùng rồi thì lúc nào cũng phải có chánh niệm. Chánh niệm là cái quan trọng. Và mặc dù lúc trước đó là mình chưa có tập gì hết, nhưng mà mình cố gắng mình giữ chánh niệm.
Vì thế, nhiệm vụ chính chỉ đơn giản là nhận thức về các hiện tượng đang thay đổi như chúng thực sự là như thế, ngay trong giây phút hiện tại. Chỉ cần được như thế là quá đủ. Mỗi khi thất niệm, đó chỉ là tự nhiên, người ấy đem niệm trở lại. Lý tưởng nhất là với một nụ cười, nếu thực hiện được trong cơn đau đớn. Tức là bây giờ làm sao mình giúp cái người đó hay bản thân mình trở về cái chánh niệm thôi. Nếu mình có chạy phóng tâm gì đó thì kéo nó về, nhưng mà lúc nào cũng giữ được cái nụ cười. À, mỉm cười. Đó là cái điều mà Ngài Brahm dạy chúng tôi, mà chúng tôi bây giờ cũng đang chỉ dẫn những người khác, những cái bạn mà đang bắt đầu hành thiền. Mình ngồi thiền mặc dầu bất cứ một cái đề tài mà đề mục nào khác, mình ngồi thiền mình khép mắt lại, đừng có cái miệng mình phải hé một cái nụ cười mỉm, giống như là cái nét mặt của tượng Phật, nhẹ nhàng mình cười, mình mỉm cười như vậy, tự nhiên thấy cái buổi hành thiền của mình nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó vui tươi. À, nhiều người hành thiền mà cái mặt đăm 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 thấy khổ sở rồi, ra cái mặt của mình nó cũng ảnh hưởng cái tâm nữa. À, rồi đó mình cố gắng ngay từ bây giờ lúc nào cũng giữ cái nụ cười mỉm trên môi ha. À, dù mình có hành thiền hay là không hành thiền, hay là ngày ngày Brahm là trước khi mà mỗi sáng trước khi đi làm, mình vào trong phòng vệ sinh mình đánh răng rửa mặt, nhìn cái gương ráng cười một cái. À, khi mình cười cái đầu tiên, cái buổi đầu tiên cái ngày thì mình sẽ cười cả ngày. À, ra mình thấy các vị thiền sư lúc nào cái mặt của các ngài cũng có cái nụ cười mỉm, nhẹ nhàng, mặc dầu lúc đầu thì mình thấy nó có vẻ gượng gạo nhân giả tạo, nhưng mà tập riết đã thành thói quen. À, thấy có nhiều người về cái mặt đăm đăm, khi họ có tiền có bạc có danh vọng hay là có hạnh phúc, nhưng mà lúc nào cái mặt nó cũng đăm chiêu. À, trong khi có những người nghèo khổ không có cái gì hết mà họ lúc nào cũng cười. À, và cái cười đó nó rất hay. Rồi làm sao cho tới giờ lúc mà mình đau đớn lăn lộn trên giường bệnh mà vẫn cười được, mỉm cười thay kỳ nhăn nhó la rầu. À, thì cái đó mới là cái hay, cái lý tưởng. Mà phải tập ngay từ bây giờ, tập mỉm cười để giúp tỉnh giác từng khoảnh khắc trong hiện tại như thế về dòng chảy của chánh niệm. Người ấy nên tạo nó thành một dạng thái bao quát của chánh niệm, hoặc là hòa mình với hơi thở, hoặc là chú tâm ghi nhận toàn thân thể. Chọn cách nào thích hợp nhất cho điều kiện lúc đạo định. Cái chỗ này dịch hơi lòng vòng. À, chúng ta cố gắng dịch cho nó sát, sát nghĩa. Thật sự cái ý của Ngài à, mình chánh niệm như thế nào? Có hai cách thôi. Thứ nhất là mình theo dõi hơi thở. Mức nào mình cũng tỉnh thức theo dõi ghi nhận cái hơi thở. Nhưng mà khó lắm, nhiều khi nó lại phóng tâm chỗ khác. À, thành ra cái cách thứ hai là mình ghi nhận toàn thân thể của mình. À, có thể khi nó chạy trên đầu, khi thì nó dừng ở cổ, khi nó xuống tới ngực, khi nó chạy xuống cái bụng gì đó, cái tâm của mình. Nhưng mà nó cũng không sao hết. Thế là nó cũng là nằm ở trong cái thân thể mình chứ không có đi đâu hết. Nên là có hai cách. Thứ nhất là mình chú tâm vào cái hơi thở. Thứ hai là chú tâm vào toàn thân, cái thân thể của mình. Lợi ích của chú tâm vào hơi thở là nó giúp nhận thức một cách tự nhiên về bản chất thay đổi liên tục của chứng nghiệm. Bởi vì cái hơi thở nó vào ra dài ngắn này. Đó, mình theo dõi như vậy thì mình thấy được cái sự thay đổi, thấy rõ ràng, giúp cho mình thấy vô thường dễ. Lợi ích của chú tâm trên toàn bộ cơ thể là nó giúp mở rộng nhận thức bao quát, không dễ gì mất đi khi bị phân tâm, và giúp chúng là chống lại xu hướng hội tụ vào cơn đau nhất. À, thì cái lợi khi mà mình có một cái chánh niệm hay là mình ghi nhận toàn thân ấy, tức là nó nhiều điểm trên thân thì mình không có chán, mình cái tâm mình không có chạy chỗ khác. À, lúc nào nó cũng giữ trên cái thân, có khi mình thích cái đầu ở đầu, có khi thích ở cổ, có khi mình thích chú tâm ở ngực, có không sao hết, toàn thân mình. Có khi chúng tôi chỉ chạy theo cái tâm tôi chạy theo dọc theo cái đường xương sống. À, phía sau lưng chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, như vậy nó hay lắm. À, và mình thấy nó chú ý hay hơn là chỉ có một cái điểm duy nhất là cái hơi thở chạy vào ra hồn mình chán. À, đó là cái lợi ích của nó. Và cái lợi ích thứ hai nữa là ví dụ mình đau ngực thì mình không chú tâm đó, mình chú tâm vào cái bụng mình không không đau. Hoặc mình nghe cái lỗ mũi thì mình chú tâm vào cái chân. À, tức là mình không có bận tâm về cái chỗ đau nhất đó, tạm thời mình quên nó đi. À, đó cũng là cái điểm lợi ích. Cho dù người bệnh học cho phải chọc chọn cho phải chọc chọn cho dù bệnh một trong hai phương cách trên hay kết hợp cả hai, người ấy chỉ đơn thuần ghi nhận dòng chảy của những gì đang xảy ra như chúng đang là như thế,
không chọn lựa hay chối bỏ, dưỡng nuôi một thái độ buông xả. Cái đó là cái điều cần. Buông xả mọi mong ước, buông xả những tư tưởng, xả đây, buông xả những tư tưởng mong muốn mọi việc phải như ý mình, buông xả giả định rằng mình xứng đáng có được một thân thể khỏe mạnh, buông xả sự phản kháng của mình chống lại một thực tế là cơ thể đang biểu lộ bản chất tự nhiên là phải bệnh hoạn và tan rã từng phần, buông xả bất kỳ bám víu nào trong bất cứ hình thức nào. Cái buông xả vẫn quan trọng, khó làm lắm, nhưng mà đây là cái lý tưởng này. Cái đi. Tức là giờ mình chọn chánh niệm dầu do chánh niệm vào hơi thở hay là mình giữ niệm vào trong toàn cả cái thân mình, thì cuối cùng rồi mình phải có được một cái thái độ buông xả, mình dưỡng nuôi, mình không có mong cầu gì hết, buông nó đi, bỏ, mà mình cũng không có cái tư tưởng là bắt bộ chuyện nó phải xảy ra theo cái ý của mình, bởi vì nó không xảy ra ý mình là mình bực bội, mình nói ra mình phải buông bỏ cái ý tưởng đó, không có bắt mọi việc chung quanh nó phải như ý mình. Rồi một cái quan trọng nữa mà chúng ngay cả bản thân chúng ta hay gặp đó, là cái sự than thở so sánh, nó tại sao bệnh hoài mà người kia không bệnh, mình là người Phật tử làm nhiều việc thiện công đức mà tại sao lại bị chịu cái quả này, cứ than than thân trách phận, mình nói mình buông bỏ cái đó, không, đây là không có phải bây giờ mình than thân trách phận, mà không phải là cái ý tưởng sai lầm là mình bệnh là sai lầm, là có bất thường, người nào mà khỏe mạnh là bình thường, nó không đúng, nó đi ngược lại, mình bệnh là chuyện bình thường, người nào không bao giờ bệnh nó là chuyện bất thường, không khó thể xảy ra, ai cũng phải bệnh thôi, bệnh là chuyện bình thường. Khi mình nhìn như vậy tự nhiên cái tâm mình bình thản rồi á, đúng mà mình không chấp nhận cái ý tưởng là cái thân thể mình lúc nào cũng bệnh rồi nó đang tan rã, những cái tế bào nó tan rã, chết đi chết đi chết đi chết đi, mình không chấp nhận cái ý tưởng đó. Bởi vì mình không chấp nhận cái thực tại đó là mình mới khổ. Bây giờ mình chấp nhận cái thực tại đó, thân mình lúc nào cũng có bệnh và những cái tế bào trong thân là sinh ra diệt đi, sinh ra diệt đi chứ nó không có đứng nguyên được. Và nếu mà cái tuổi già như bản thân chúng tôi á, thì nó càng ngày nó càng tan rã thôi, chứ không có khỏe hoài được. Phải chấp nhận cái chuyện đó. Thì ra những cái bài thuốc rồi bán này nó cải lão hoàn đồng trường sanh bất tử là những cái chuyện láo khoét. Nhiều khi mình chạy theo những cái đó, mình bỏ tiền ra rồi mình đi hô hào quảng cáo những cái đó, phải để cẩn thận. Cái đó là cái chuyện không tưởng, không bao giờ xảy ra, mà mình dần dần mình dần mòn, từ 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 suy mòn đi rồi chết, đó là cái chuyện thật. Và khi mình hiểu được như vậy rồi là mình không có bám này, chấp nhận. Bằng cách này, tỉnh thức nhận định từng giây khắc trong hiện tại như một tiến trình thay đổi, với thái độ không chấp nhận khuynh hướng bám víu và phản ứng lại nó, là một phương cách vững mạnh để đối diện bệnh tật, bệnh tật và cái chết. Nó không chỉ là một phương cách khéo léo để xử lý kinh nghiệm thực tế khi bị bệnh và thậm chí cận kề cái chết, mà nó còn có thể biến trải nghiệm này thành một cái gì đó có nhiều lợi lợi hơn. Trong ý nghĩa bệnh tật và cái chết trở thành những cơ hội tốt để làm thâm sâu sự tự do khỏi mọi ràng buộc. Thì cái này đó giúp cho mình không phải là mình để mình đối phó với cái bệnh đau đớn hay là cái chết gần kề, nhưng mà nếu mà mình tiến đến một cái giai đoạn đó khác thâm sâu hơn đó, thì mình xem đó là một cái cơ hội tốt, cơ hội tốt để mà mình buông xả, bởi vì một người đắc đạo là một người buông xả, đắc đạo giải thoát, buông xả tất cả mọi vướng mắc và ràng buộc, không còn bị quan tâm, không còn bị mặc cảm những cái chuyện trên đời, buông xả bình thản. Buông xả và tự do khỏi mọi ràng buộc dính mắc cũng có ý nghĩa tương tự cho những ai tận dụng cơ hội này để tự mình sửa soạn đối diện bệnh tật và cái chết qua chương trình hành thiền đã được mô tả ở trên, tức là 10 cái pháp quán tưởng mà sư đã trình bày, giúp cho mình, những người còn trẻ còn khỏe. Tiến trình xoắn ốc theo hình nó từ gốc đái lên đến đỉnh điểm, đưa đến một dạng thái chánh niệm bao quát trên dòng chảy chứng nghiệm từng thời khắc hiện tại. Với tệ quán tu dưỡng qua các pháp tuần tự dẫn đến điểm kết thúc là buông xả. Với sự nhận thức bao và bao quát về dòng chảy của chứng nghiệm trong hiện tại đó, hành giả
duy trì thái độ buông xả, buông xả các phiền nhiễu và rối loạn, các lựa chọn và chối bỏ, các mong ước và đánh giá, ngay cả quá khứ và tương lai. Mà sống trong hiện tại đó, sống với cái tâm của mình, những cái gì đang xảy ra mình nhìn nó, mình ghi nhận, cái mình không có chạy theo nó, mình một thái độ bình thản, cái điều đó nó giúp cho mình đối phó với là cái chết cận kề hay là những cái cơn đau lăn lộn ở trên bệnh, ở trên giường bệnh, hoặc là ngay cả những cái chuyện gì ở trên đời. Quân tập về buông xả cuối cùng sẽ đưa đến sự buông xả tối thượng, đó là thực chứng trạng thái niết bàn bất tử. Thì cái đó là cái lý tưởng của tất cả những người cầu Phật chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta chưa đạt được đâu, chứ không có dễ dàng đâu, đừng có nóng nảy. Mình là những người gọi là phước mỏng và nghiệp dày, mình còn ngồi ở đây tức là mình đã luân trôi luân hồi có biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp rồi. Đạo Phật đã được truyền giảng 2.500 năm rồi, mình có vẫn còn ngồi ở đây. Mặc dầu mình có cái phước duyên lớn là mình được hiểu và gần với Phật Pháp, nhưng mà vẫn còn ngồi ở đây, tức là mình cái nghiệp mình còn dày lắm. Phải từ từ tu, là phải từ từ, nhưng mà phải đều đặn, đừng có buông bỏ. Bằng lần có thể kiếp này, còn nếu không thì những kiếp sau nữa, kiếp sau nữa mình đi tiếp tục cái con đường đó, thì một ngày đẹp trời nào đó thì cũng tiến đến cái bờ giải thoát thôi. Thì đó là những gì mà chúng tôi xin trình bày ngày hôm nay. Nhìn đồng hồ thì cũng quá lố 10 phút rồi, thì cũng xin quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị quan hệ thông cảm cho. Trước khi chấm dứt cái buổi đàm luận Phật Pháp, chúng tôi xin mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọt hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng ta xin thành tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni quan tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, và chúng sinh